Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1801, chắc chắn là hắn. Lý Thiên tức giận nhìn Diệp Huyên, thần đạo quân đâu? Ông ta vừa dứt lời, mười mấy cao thủ mặc áo giáp màu vàng xuất hiện ở xung quanh Diệp Huyên. Mỗi một người đều là cao thủ chứng đạo cảnh, hơn nữa khí tức còn rất mạnh. Lý Thiên tức giận nói, Diệp Huyên, rõ ràng thần quốc kia đã có chuẩn bị từ trước, nếu không phải ngươi báo tin, sao bọn họ có thể biết chúng ta muốn tập kích? Cả trăm cao thủ của chúng ta đều bị tàn sát, Diệp Huyên, ngươi không thấy cắn rứt lương tâm sao? Nghe thấy câu này, xung quanh trở nên xôn xao. Diệp Huyên này cấu kết với thần quốc. Trong chốc lát, cao thủ có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt không thân thiện lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, Lý thống lĩnh, tại sao cả trăm cao thủ đều chết hết, còn ông lại sống sót trở về? Lý Thiên giận dữ nói, ta là trốn về. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thần quốc để ông trốn về, xem ra quan hệ của ông và thần quốc cũng không tầm thường. Lý Thiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, giết hắn. Lý Thiên vừa dứt lời, những thần đạo binh kia lập tức muốn ra tay, lúc này, võ sư Nam Phái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Lý Thiên, trước đó hắn vẫn luôn ở cùng với ta, cũng không có mật báo tin tức. Lý Thiên trầm giọng nói, võ sư, ngoài hắn ra chắc chắn không có ai khác cả. Chắc chắn là hắn. Võ sư Nam Phái đột nhiên vung tay phải lên. Một lực lượng mạnh mẽ chợt bao phủ lấy Lý Thiên, trong nháy mắt, Lý Thiên cong hai chân lại, lập tức quỳ xuống. Lý Thiên hơi khó tin nhìn võ sư Nam Phái, võ sư Nam Phái hờ hững nói, có phải ông muốn nói ta cũng cấu kết với thần quốc không? Lý Thiên không dám nói lời nào, chỉ nhìn Diệp Huyên ngay gần đó với ánh mắt thù hằn. Lúc này, mấy người tinh chủ và Sở Chân Nhân xuất hiện. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyên và Lý Thiên, sau đó nói, chuyện này có chỗ kỳ lạ. Nói xong, ông nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, cậu đến thần quốc một chuyến. Bọn họ phát hiện ra cậu, chẳng những không bắt cậu mà còn cho cậu biết nhiều bí mật của thần quốc như vậy, cậu giải thích chuyện này xem. Diệp Huyên cười, ta giải thích thế nào? Dù sao ta nói ông cũng sẽ không tin, không phải sao? Chương 1802, nhưng đối phương không tin. Nghe vậy, Sở Chân Nhân lập tức xa sầm mặt. Lúc này, tinh chủ ở cạnh chen miệng vào, Diệp thành chủ, chuyện này liên quan đến mạng sống của rất nhiều người. Nếu cậu không giải thích thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Còn giải thích cái gì? Lý Thiên vẫn còn quỳ ở cách đó không xa chợt nổi giận, chắc chắn tên này đã cấu kết với thần quốc, nếu để hắn sống, sau này chúng ta giao chiến với thần quốc, chắc chắn hắn sẽ ở sau lưng đâm chúng ta một đao, người này phải. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm ra. Xoẹt! Đầu Lý Thiên lập tức bay ra ngoài. Vì Lý Thiên cách Diệp Huyên quá gần. Hơn nữa mọi người đều không nghĩ đến việc Diệp Huyên đột nhiên ra tay giết người, vì thế, đám người tinh chủ cũng không kịp ngăn cản. Diệp Huyên cất kiếm đi, nhìn cái đầu lăn dưới đất của Lý Thiên, kiếp sau nhất định phải nhớ nguyên nhân kiếp này mình chết đấy, lắm lời. Lý Thiên, nếu có người nói xấu ngươi, ngươi có hai sự lựa chọn. Một là tìm ra chứng cứ tranh luận với người đó, chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu người đó còn chưa tin. Còn muốn nói xấu ngươi. Lựa chọn thứ hai, khiến người đó mãi mãi im miệng, như vậy, người đó sẽ không thể nói xấu ngươi nữa. Diệp Huyên lựa chọn cách thứ nhất, nhưng đối phương không tin. Vì thế, hắn lựa chọn cách thứ hai. Bây giờ, đối phương có tin hay không đã không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn Diệp Huyên. Không ai ngờ rằng Diệp Huyên sẽ đột nhiên giết người. Còn giết chết phó thống lĩnh của thần đạo binh. Chẳng những thế, Diệp Huyên còn sử dụng nhất kiếm định hồn, vì thế linh hồn của Lý Thiên cũng đã bị hắn giết chết. Có thể nói, Lý Thiên đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Cách đó không xa, tinh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người thật sự cho rằng trên đời này không có ai trị được mình à. Diệp Huyên không quan tâm đến tinh chủ mà nhìn về phía Sở Chân Nhân, Sở Chân Nhân, chúng ta nói chuyện phải trái đi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên kỳ lạ. Sau khi giết người mới muốn nói chuyện phải trái. Chương 1803. Sao bọn họ lại cho ngươi biết nhiều bí mật thế? Sao không lên trời luôn đi? Tinh chủ giận quá hóa cười, Diệp Huyên à Diệp Huyên. Ngươi tưởng người trong thiên hạ đều bị ngu à?
Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay. Mà lúc này, Sở Chân Nhân ở bên cạnh chợt nói, để hắn giải thích đi. Tinh chủ nhìn Sở Chân Nhân hờ hững nói, hắn chỉ là ngự pháp cảnh, còn tinh chủ ông thì sao? Thắng vinh quang không? Thân phận. Tinh chủ im lặng. Thân phận của ông ta bây giờ là tinh chủ, nếu đấu tay đôi với Diệp Huyên, tin tức truyền ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi với ông ta. Nhưng việc này lại có lợi với Diệp Huyên, phải nói là rất có lợi. Nghĩ đến đây, tinh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói thêm gì nữa. Sở Chân Nhân nhìn về phía Diệp Huyên, không phải cậu muốn nói chuyện phải trái sao? Nói đi. Diệp Huyên nói, Sở Chân Nhân, lúc ta trở về có từng nói đến thực lực của thần quốc đúng không? Sở Chân Nhân gật đầu. Diệp Huyên nói, nhưng phó thống lĩnh Lý Thiên và Sở Cuồng, còn có tinh chủ đều không tin ta, ba người bọn họ nói đây là thần tộc đang cáo mượn oai hùng, có phải câu này là ba người bọn họ nói không? Sở Chân Nhân im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta liều mạng đến thần quốc dò la tin tức, cuối cùng đổi lại được gì? Là sự nghi ngờ của bọn họ, còn nói ta cấu kết với thần quốc. Nếu ta thật sự cấu kết với thần quốc, vậy ta còn trở về làm gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh chủ, ta nói với các người sự mạnh mẽ của thần quốc, các người nói ta làm ảnh hưởng lòng quân, nếu ta nói thần quốc rất yếu, có phải ông lại muốn nói ta khiến các người lơ là, khiến các người khinh thường thần quốc không? Tinh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, bây giờ chúng ta đang thảo luận về vấn đề tại sao thần quốc lại để ngươi đi. Diệp Huyên cười một tiếng, lấy viên đá không gian kia ra, ta dùng cái này để chạy trốn, có vấn đề gì à? Tinh chủ lại hỏi, sao bọn họ lại cho ngươi biết nhiều bí mật thế? Diệp Huyên nói, người cho ta biết là một nữ nhân tên Nam Cung Uyển, hình như là một quốc sĩ của thần quốc. Tinh chủ ông lợi hại như vậy, ông đi hỏi nàng ta đi. Hỏi nàng ta tại sao lại cho ta biết nhiều bí mật thế? Vẻ mặt tinh chủ không chút cảm xúc, không muốn nói đúng không? Chương 1804. Tinh chủ, ông có bị ngáo không vậy? Diệp Huyên cười, tinh chủ, ông xem ông kìa, bảo ông và người của liên minh trật tự đến thần quốc thì các người không dám đi, cho nên ta mới đi, sau khi trở về các người lại không tin ta. Ông như thế có phải hèn hạ quá không? Tinh chủ đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, võ sư Nam Phái đột nhiên muốn ra tay, nhưng giọng nói của Sở Chân Nhân lại vang lên trong đầu ông ta, người này tính tình quá kiêu ngạo, cứ để tinh chủ làm hắn bớt kiêu căng hơn, nếu không thì rất khó lợi dụng. Võ sư Nam Phái hơi do dự, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bị đánh bay, bay xa khoảng mấy trăm trượng. Diệp Huyên vừa dừng lại, tinh chủ đột nhiên đánh tới một quyền. Không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức nổ tung. Một lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, hắn rút kiếm ra chém một cái. Vụt! Một kiếm lập tức bị chém nát lực lượng kia. Nhưng Diệp Huyên vẫn bị đánh bay một lần nữa. Vì lực lượng kia thật sự quá mạnh mẽ. Các đó mấy trăm trượng, Diệp Huyên vừa rơi xuống đất, mặt đất dưới người hắn đã nứt ra. Lúc này, một uy thế ngút trời tựa như một ngọn núi lớn đè lên người Diệp Huyên. Đất đai xung quanh Diệp Huyên thoáng chốc nứt ra. Cùng lúc đó, hai chân Diệp Huyên cong xuống, suýt chút quỳ xuống đất. Cách đó không xa, tinh chủ đang muốn tiếp tục ra tay thì một bóng người đột nhiên xông về phía ông ta. Người ra tay chính là Mạc Tà. Tinh chủ lạnh lùng nhìn Mạc Tà một cái, vung tay áo lên. Mạc Tà lập tức bay xa mấy trăm trượng, trong miệng hắn ta có máu tươi phun ra, vô cùng đáng sợ. Tinh chủ không quan tâm đến Mạc Tà, ông ta lại nhìn về phía Diệp Huyên, uy thế kia vẫn còn đang bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên giẫm chân phải một cái, mặt đất sung lên, kiếm thế mạnh mẽ xông tới, nhưng tinh phủ chỉ nhẹ nhàng đè tay phải xuống một cái, kiếm thế kia đã lập tức biến mất. Tinh chủ chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, mỗi khi ông ta bước một bước, áp lực trên đầu Diệp Huyên cũng sẽ mạnh hơn một phần. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, người có khí phách. Cũng rất can đảm, nhưng như thế thì có tác dụng gì? Không có thực lực, khí phách và lòng can đảm cũng chỉ là trò cười. Bây giờ, nếu ngươi chịu quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống. Câu nói như đâm vào tim. Nếu kiếm tu quỳ xuống, thì còn là kiếm tu sao? Tinh chủ này là muốn phá đi tâm cảnh của Diệp Huyên.
Diệp Huyên cười gằn, tinh chủ, ông có bị ngáo không vậy? Dứt lời, hắn cầm kiếm bằng hai tay chém nhanh về phía trước. Xoẹt! Một kiếm lập tức chém vỡ uy thế đang đè trên đầu hắn, nhưng một khắc sau, uy thế kia tụ lại một lần nữa, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Tinh chủ lại tiến về phía trước một bước, quỳ xuống. Dứt lời, một uy thế mạnh mẽ dâng lên từ trong người ông ta, chẳng mấy chốc uy thế này đã đi thẳng tới trên người Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1805. Đủ rồi chứ? Rắc. Trong nháy mắt, xương cốt trên người Diệp Huyên kêu lên rắc rắc. Cùng lúc đó, hai chân Diệp Huyên ngày càng khuỵu xuống. Tinh chủ cũng không ra tay giết người, vì cứ thế giết chết Diệp Huyên, ông ta cảm thấy quá có lợi cho hắn. Nếu để Diệp Huyên quỳ xuống trước ánh nhìn của mọi người, chắc chắn một người kiêu ngạo như Diệp Huyên sẽ vô cùng đau khổ. Nghĩ vậy, trên mặt tinh chủ xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Lúc này, một bóng người lao nhanh về phía tinh chủ. Người ra tay vẫn là Mạc Tà. Lúc này quanh người Mạc Tà phát ra huyết mạch chi lực mạnh mẽ. Rõ ràng hắn ta đã sử dụng lá bài tẩy cuối cùng. Tinh chủ dừng bước, ông ta nhìn về phía Mạc Tà, một khắc sau, ông ta giơ tay phải về phía trước rồi đè xuống. Một lực lượng mạnh mẽ khiến Mạc Tà dừng lại, một khắc sau, tinh chủ đánh ra một quyền bằng tay trái. Không gian xung quanh Mạc Tà không ngừng rung động, sau đó, Mạc Tà phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài. Hắn ta ngã mạnh xuống đất, người như vỡ vụn ra. Mạc Tà nhìn lên trời, trong miệng có máu tươi liên tục chảy ra. Tinh chủ nhìn về phía Diệp Huyên, ngay sau đó, ông ta giơ tay phải lên trời rồi đè xuống. Chỗ Diệp Huyên đứng lập tức sụp xuống, nhưng Diệp Huyên vẫn đứng đó, dù lúc này máu tươi chảy ra như suối từ khóe miệng của hắn, nhưng hắn vẫn không quỳ xuống. Võ sư Nam Phái ở cách đó không xa nhìn về phía Sở Chân Nhân, đủ rồi chứ? Vẻ mặt Sở Chân Nhân không chút cảm xúc, nếu người này không chịu bớt kiêu ngạo, thì làm sao trở thành kiếm trong tay chúng ta đây? Võ sư Nam Phái đang muốn nói chuyện, thì Sở Chân Nhân lại nói tiếp, võ huynh xem mà làm, đừng vì một người ngoài ảnh hưởng đến tình cảm hữu nghị giữa chúng ta. Nói xong, ông nhìn về chỗ cách đó không xa, lúc này, tinh chủ đã đứng ở chỗ cách Diệp Huyên 20 trượng, uy thế mạnh mẽ không ngừng muốn áp đảo Diệp Huyên. Giữa chân mày của Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện đạo tắc không gian, một khắc sau, không gian trước mặt hắn bắt đầu co lại, sau đó tạo thành một thành lũy không gian rất dày. Chương 1806. Diệp Huyên muốn tự bảo. Tinh chủ hờ hững giơ tay lên đánh tới một chưởng. Không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức sụp đổ, Diệp Huyên lập tức rơi vào trong hố đen không gian, mà uy thế kia vẫn còn đè trên người Diệp Huyên, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước. Diệp Huyên cắn chặt răng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng của hắn. Tinh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ông ta đang muốn tiếp tục ra tay thì Mạc Tà ở một bên đột nhiên đứng lên, một khắc sau, hắn ta chắp hai tay, sau đó giơ về phía tinh chủ, phá không. Hắn ta vừa nói xong, không gian trước mặt tinh chủ nổ tung như núi lửa phun trào, một lực lượng mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy tinh chủ, mà lúc này, phía xa chợt vang lên tiếng kiếm reo. Chẳng mấy chốc, mấy thanh phi kiếm đã chém về phía tinh chủ. Lúc này, một lực lượng mạnh mẽ dâng lên ở chỗ tinh chủ, trong nháy mắt, không gian mấy vạn trượng xung quanh không ngừng chấn động. Phi kiếm của Diệp Huyên lập tức biến mất, mà lúc này, một lực lượng mạnh mẽ lại xuất hiện. Mạc Tà híp mắt lại, giơ hai tay chặn trước mặt. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ xông tới, Mạc Tà lập tức bị đánh bay, vừa rơi xuống đất. Hai cánh tay của hắn ta lập tức nát tan. Cùng lúc đó, hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Tà nhìn lên trời, máu tươi trong miệng tuôn ra như suối, lần này, hắn ta thật sự không đứng lên nổi nữa. Tinh chủ lạnh lùng nhìn Mạc Tà, sau đó nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi có quỷ hay không? Quỷ! Diệp Huyên cười gằn, một khắc sau, huyết dịch trên người hắn bắt đầu sôi trào. Cùng lúc đó, kiếm thiên chu trong tay hắn cũng rung lên. Thấy cảnh này, tinh chủ lập tức nheo mắt lại. Lúc này, Diệp Huyên chợt ngẩng đầu nhìn ông ta, đôi mắt của hắn trở nên đỏ tươi, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Diệp Huyên ta từ Thanh Thành đi đến bây giờ, từng vô sỉ, từng mặt dày, cũng từng khóc vì muội muội, nhưng ông đây chưa từng biết sợ.
rơi đầu, cũng chỉ có thêm một vết sẹo lớn thôi, ông giết chết ta đi. Tới đi. Nói xong, oanh. Một hơi thở mạnh mẽ lập tức dâng lên từ trong người Diệp Huyên. Mọi người nhìn thấy người Diệp Huyên bắt đầu run rẩy. Thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Tự bảo. Diệp Huyên muốn tự bảo. Chương 1807. Người ra tay chính là võ sư Nam Phái. Mà vào khoảnh khắc Diệp Huyên chọn tự bảo, kiếm ý của hắn lập tức dâng cao, kiếm ý này trực tiếp phá vỡ khí thế của tinh chủ. Kiếm thánh siêu phàm. Nhưng đã muộn rồi. Người của Diệp Huyên bắt đầu bốc chạy. Lúc này, trong tinh không không biết tên, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng lại, một khắc sau, vẻ mặt bình tĩnh của nàng bất chợt thay đổi, trong dữ tợn mang theo chút hoang mang, không. Dứt lời, vô số kiếm khí xuất hiện trong mảnh tinh không này, cả tinh không lập tức vỡ nát. Sống chết. Đương nhiên là Diệp Huyên muốn sống. Nhưng hắn sẽ không chọn sống trong nhục nhã. Người sống thì phải sống cho giống người, nếu có người muốn hắn làm chó, hắn có chết cũng sẽ không phục tùng. Tự bảo. Nếu không thể sống tốt, thì hắn lựa chọn chết trong oanh liệt. Diệp Huyên lựa chọn tự bảo khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Kể cả tinh chủ. Ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ chọn tự bảo. Thật sự không sợ chết sao? Tinh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang không ngừng bành trướng khí thế ở cách đó không xa, lúc này, trong mắt ông ta hiện lên sát khí. Người như Diệp Huyên quá đáng sợ. Nhất định phải chết. Đây là suy nghĩ của ông ta lúc này. May là Diệp Huyên sắp chết rồi. Vào lúc lực lượng mạnh mẽ trong người Diệp Huyên sắp hoàn toàn bùng nổ, một cánh tay đột nhiên đè lên bả vai hắn, một khắc sau, hơi thở mạnh mẽ và nóng nảy trong người Diệp Huyên lập tức bị trấn áp. Người ra tay chính là võ sư Nam Phái. Cuối cùng, ông ta vẫn chọn ra tay. Sở Chân Nhân, tinh chủ và yêu vương đều nhìn về phía võ sư Nam Phái, ông ta nhẹ giọng nói, làm quá rồi. Dứt lời, ông ta lại giơ tay phải đè vào giữa chân mày Diệp Huyên, một lát sau, huyết dịch trong người Diệp Huyên dần ổn định lại. Thấy cảnh này, sắc mặt Sở Chân Nhân và tinh chủ đều hơi thay đổi. Đặc biệt là Sở Chân Nhân, ông từng trấn áp huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, nhưng lúc ấy một mình ông cũng không làm được còn phải nhờ Đường Diêm giúp đỡ. Nhưng bây giờ một mình võ sư Nam Phái đã có thể trấn áp huyết mạch chi lực của Diệp Huyên. Chương 1808, Kiếm Thánh Siêu Phàm. Thực lực này, Sở Chân Nhân nhìn chằm chằm võ sư Nam Phái, sâu trong mắt xuất hiện vẻ đề phòng. Võ sư Nam Phái không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ nói, giao hai tiểu tử này cho ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên và Mạc Tà đi. Cách đó không xa, tinh chủ trầm giọng nói, Diệp Huyên này không thể giữ lại. Đường Diêm chen miệng vào, bây giờ chúng ta tốt nhất đừng nên xảy ra nội loạn. Nói xong, ông ta nhìn tinh chủ và Sở Chân Nhân, hai vị đừng quên, chúng ta vẫn còn một kẻ thù mạnh hơn. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Yêu vương ở bên cạnh cũng gật đầu, sắp phải đấu với thần quốc rồi, thần quốc này mạnh hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều, cho nên ta đề nghị truyền lệnh cho nhiều cao thủ đến đây hơn, để bọn họ cùng chúng ta đấu với thần quốc. Sở Chân Nhân gật đầu, được, đương nhiên cũng mong yêu vương huynh có thể gọi thêm cao thủ của yêu tộc đến đây. Yêu vương gật đầu, được. Sở Chân Nhân cũng gật đầu, không nói thêm gì mà xoay người bỏ đi. Tinh chủ đứng ở chỗ cũ, mặt không cảm xúc. Kiếm thánh siêu phàm. Trong khoảnh khắc khi nãy, Diệp Huyên lại đột phá, trở thành kiếm thánh siêu phàm. Nếu cảnh giới của Diệp Huyên lại cao thêm một bậc, cộng thêm việc là kiếm thánh siêu phàm, đến lúc đó e rằng mình cũng không làm gì được hắn. Tinh chủ đứng im một lúc lâu mới rời đi. Trên một ngọn núi lớn nào đó, Diệp Huyên và Mạc Tà nằm yên dưới đất, trước mặt hai người là võ sư Nam Phái và Triệu Mục. Triệu Mục nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt khó coi. Lúc này, võ sư Nam Phái cất lời, nhà đầu, đến Đạp Thiên Phong lấy ít linh đan tới cho bọn họ, cứ nói là ta bảo con đi. Bây giờ ông ta không thể rời khỏi Diệp Huyên và Mạc Tà, vì chỉ cần ông ta đi, hai tiểu tử này có thể lập tức mất mạng. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên một cái rồi mới đi. Sau khi Triệu Mục đi, Đường Diêm đột nhiên xuất hiện, ông ta nhìn võ sư Nam Phái, cười nói, võ huynh, ông làm thế là đắc tội với tinh chủ và Sở Chân Nhân rồi.
Võ sư Nam phái nhẹ giọng nói, bọn họ thật sự làm quá rồi. Nói xong, ông ta nhìn Đường Diêm, chắc ông cũng biết trước đó tiểu tử này cũng không nói dối. Thần tộc mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Đường Diêm đáp, tinh chủ sợ rồi. Nói xong, Đường Diêm nhìn Diệp Huyên, hắn còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế, tinh chủ sợ hắn tiếp tục trưởng thành, nếu hắn tiếp tục trưởng thành, nhiều nhất mấy năm thôi, dù là mấy lão già chúng ta cũng không làm gì được hắn. Khi đó, với tính tình của tiểu tử này, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho liên minh trật tự. Thật ra thì nếu là ông ta cũng sợ. Diệp Huyên trưởng thành quá nhanh. Chương 1809. Sao chúng ta dám lơ là được? Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, võ sư Nam Phái và Đường Diêm lập tức nhìn về phía cô bé. Tiểu Linh Nhi đề phòng nhìn hai người, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, cô bé mang Diệp Huyên đã hôn mê vào trong tháp giới ngục. Nhưng một lát sau, cô bé lại xuất hiện trước mặt hai ông lão, cô bé ôm một đống linh quả trong lòng, để xuống trước mặt hai người, sau đó chỉ mặc tà nằm dưới đất rồi biến mất. Hai người. Một lát sau, Đường Diêm cất tiếng hỏi, võ huynh, chẳng lẽ ông không động lòng với bảo vật kia sao? Võ sư Nam Phái cười nói, Đường huynh, ông tu luyện đến trình độ hiện tại bằng cái gì? Đường Diêm im lặng. Võ sư Nam Phái lại nói, bảo vật đương nhiên cũng quan trọng, nhưng nếu chỉ chú trọng đến bảo vật thì thật sự có hơi lẫn lộn rồi. Đường Diêm nói giọng nói, suy nghĩ này của võ huynh, làm ta cảm thấy không bằng. Võ sư Nam Phái xoay người nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, Đường Diêm huynh, thiết kỵ binh của nhà họ Đường cũng đến rồi sao? Đường Diêm gật đầu, đối mặt với thần quốc, sao chúng ta dám lơ là được? Không chỉ có Đường tộc ta, liên minh trật tự và yêu tộc đều đã kêu gọi hết tinh nhuệ rồi, lần này nếu chúng ta thắng. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Chương 1810. Chưa chết được. Võ sư Nam Phái ở bên cạnh khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, Đường Diêm lại nói, võ huynh, Diệp Huyên này là một nhân tố bất định, nếu ông không thể cho bọn họ một lời giải thích, e là không được đâu. Võ sư Nam Phái nhẹ giọng nói, chuyện của hắn cứ để ta xử lý. Đường Diêm gật đầu, sau đó không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Tháp giới ngục. Diệp Huyên nằm dưới đất, Tiểu Linh Nhi đang cho hắn ăn linh quả. Sau khi ăn mười mấy linh quả, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Huyên dần hồng hào hơn nhiều, thấy cảnh này, vẻ mặt Tiểu Linh Nhi rất vui mừng, cô bé lại cho Diệp Huyên ăn thêm linh quả. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên mới lấy lại được chút ý thức, từ từ mở mắt ra. Tiểu Linh Nhi vội ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, cô bé mở to mắt, tỉnh rồi à? Diệp Huyên cười khẽ, tỉnh rồi. Đúng rồi, huynh đệ của ta đâu? Tiểu Linh Nhi đáp, hắn ta ở bên ngoài, nhưng ta đã cho hắn rất nhiều linh quả rồi. Diệp Huyên từ từ ngồi dậy, hắn dịu dàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cảm ơn. Nói xong, hắn bèn muốn rời khỏi tháp giới ngục, nhưng Tiểu Linh Nhi đột nhiên kéo tay áo hắn lại. Diệp Huyên xoay người nhìn Tiểu Linh Nhi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi đừng xảy ra chuyện gì có được không? Ta sợ. Sợ. Từ Thanh Châu đến bây giờ, cô bé đã vô thức xem Diệp Huyên như người thân nhất của mình rồi. Nghe thấy lời của Tiểu Linh Nhi, trái tim của Diệp Huyên như bị chạm đến, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cười nói, yên tâm, sau này chắc chắn ca ca sẽ bảo vệ mình thật tốt. Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên cười một tiếng, sau đó rời khỏi tháp giới ngục. Bên ngoài, Diệp Huyên gặp võ sư Nam Phái, còn có Mạc Tà và Triệu Mục. Mạc Tà ngồi tựa lên một tảng đá, trông rất yếu ớt. Diệp Huyên đi tới trước mặt hắn ta, không sao chứ? Mạc Tà lắc đầu, chưa chết được. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn xoay người cung kính thi lễ với võ sư Nam Phái, chuyện lúc trước xin đa tạ tiền bối. Võ sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, đồng ý với ta một chuyện. Diệp Huyên đáp, mời tiền bối nói. Chương 1811. Tiền bối nhất định phải cẩn thận đấy. Võ sư Nam Phái nói, tạm thời đừng trả thù. Diệp Huyên im lặng. Võ sư Nam Phái tiếp tục, bây giờ, kẻ thù mạnh ngay trước mắt, bên phía chúng ta thật sự không chịu nổi nội chiến. Hơn nữa nếu bây giờ cậu đi tìm tinh chủ trả thù thì chẳng những không thắng mà còn sẽ mất mạng nữa. Nói đến đây, ông ta đi tới bên cạnh Diệp Huyên,
vỗ nhẹ lên vai hắn, tuổi trẻ ngông cuồng một chút cũng được, hiếu chiến một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng con người phải biết tự lượng sức mình, chuyện không làm được vẫn cố làm thì sẽ hại người hại mình. Lão Phu không bảo cậu đừng trả thù, chỉ mong cậu đừng ra tay trong khoảng thời gian này, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu chúng ta vẫn còn sống, cậu muốn làm gì, Lão Phu đều không ngăn cản cậu, được chứ? Diệp Huyên im lặng một lát rồi gật đầu, được. Võ sư Nam Phái cười khẽ, như nghĩ đến điều gì, ông ta lại hỏi, lúc cậu ở Thần Quốc, rốt cuộc bên kia là một đất nước thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi đáp, tốt hơn chỗ chúng ta rất nhiều. Võ sư Nam Phái nhẹ giọng nói, tốt hơn nhiều lắm à? Diệp Huyên gật đầu, chủ yếu là bọn họ đoàn kết, trong Thần Quốc, thần chủ là người lớn nhất. Thần chủ kia chỉ cần đưa xuống một thần chỉ thì không ai dám cãi lại. Hơn nữa, chỗ bọn họ có rất nhiều thế lực, nhưng rốt cuộc thực lực thế nào thì ta không biết, có điều chắc là cũng không yếu. Võ sư Nam Phái im lặng. Diệp Huyên lại nói, tiền bối nhất định phải cẩn thận đấy. Võ sư Nam Phái gật đầu, đương nhiên, đối mặt với bọn họ, chúng ta sẽ không lơ là. Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Võ sư Nam Phái cười, cậu muốn nói chúng ta không hề có cơ hội thắng, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Võ sư Nam Phái cười khẽ, yên tâm đi, bên phía chúng ta cũng có lá bài tẩy không ai biết. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì. Không phải hắn sợ bên này thua, bây giờ bên này thua hay không cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi. Võ sư Nam Phái đột nhiên nói, khoảng thời gian này các cậu tạm thời ở lại đây đi. Nhớ là đừng có đi ra ngoài, bây giờ bên ngoài có một vài lời bàn tán không tốt với các cậu. Diệp Huyên cười, là liên minh trật tự nói Diệp Huyên ta phản bội, gia nhập vào Thần Quốc à? Võ sư Nam Phái gật đầu. Diệp Huyên cười một tiếng, không nói gì. Võ sư Nam Phái đang muốn nói chuyện thì lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một ông lão đang đi tới từ trong không trung. Chương 1812 cũng sẽ không từ bỏ. Trong tay ông lão cầm thần chỉ màu vàng. Cao thủ Thần Quốc. Ông lão nhanh chóng đi tới ngoài cổng thành, ông ta đưa mắt nhìn xuống dưới, mở thần chỉ ra, mặt không cảm xúc, trời cao có đức hiếu sinh, ta không muốn máu chảy thành sông, bắt đầu từ bây giờ, người nào chịu đầu hàng đều sẽ là con dân của ta, còn ai không đầu hàng thì đều phải chết. Bên dưới lập tức có vô số giọng nói vang lên. Cút! Thần Quốc là cái thá gì mà muốn chúng ta đầu hàng, thật buồn cười. Thần Quốc rác rưởi, ta dù có chết cũng sẽ không đầu hàng. Tiêu diệt Thần Quốc, tiêu diệt Thần Quốc. Không đầu hàng. Ông lão đứng trên không trung nhìn xuống vô số người trong Vạn Sơn Trường Thành, mặt không cảm xúc. Lúc này, tinh chủ chợt xuất hiện ở chỗ cách ông lão không xa. Ông lão nhìn tinh chủ các hạ, ý ông thế nào? Tinh chủ hờ hững nói, ông thấy sao? Ông lão gật đầu, bệ hạ nói, người có thể giết người, cũng có thể nhân từ. Tiếc là các ngươi đã không chịu nhận sự nhân từ của người. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Trên không trung, tinh chủ nhìn ông lão đi xa, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Đầu hàng. Sao có thể đầu hàng? Bây giờ ba hoang giới đang nằm trong sự khống chế của yêu tộc, liên minh trật tự và đường tộc. Tài nguyên chủ yếu của ba hoang giới này đều bị bọn họ khống chế, đầu hàng cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những lợi ích này, chẳng những thế mà còn phải phục tùng người khác. Sao có thể từ bỏ? Cũng sẽ không từ bỏ. Lần này, chỉ có thể đấu một trận thôi. Bất chấp tất cả chiến đấu. Một lát sau, tinh chủ xoay người rời đi. Vô số người bên dưới vẫn còn đang ầm ĩ. Chương 1813, Cự Long Hoàng Kim. Trên một ngọn núi phía xa, Diệp Huyên và Mạc Tà nhìn đám người ầm ĩ bên dưới. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, những người này đúng là vua mạnh miệng. Mạc Tà gật đầu, luôn có một vài người cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng lúc thật sự gặp chuyện lại vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên cười, cũng phải hiểu cho họ, dù sao ngoài việc mạnh miệng, bọn họ cũng không thể làm gì cả. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, tiếp theo Huynh định làm gì? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, khiêm tốn, im lặng theo dõi tình huống. Mạc Tà gật đầu, đã hiểu, chắc chắn huynh lại có ý đồ xấu gì rồi. Diệp Huyên. Mạc Tà ngẩng đầu nhìn lên chân trời xa xa,
rốt cuộc thần quốc mạnh đến mức nào. Diệp Huyên nhìn về hướng thần quốc, nhẹ giọng nói, không biết, nhưng việc này đã không còn liên quan đến chúng ta. Đi thôi, đi tu luyện. Hai người nhanh chóng rời đi. Thần quốc, Thổ Mộc Bảo. Lúc này, toàn bộ 3.000 binh sĩ trong Thổ Mộc Bảo đang tập trung phía sau cổng thành, người dẫn đầu chính là Việt thống lĩnh kia. Hai bên Việt thống lĩnh còn có 30 người áo đen tay cầm lưỡi hái. Tất cả mọi người đều nhìn về phía xa. Một con cự long màu vàng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cổng thành, cự long dài đến nghìn trượng, che khuất bầu trời, vào khoảnh khắc nó xuất hiện, long uy cường đại cũng xuất hiện trong thiên địa. Cự long hoàng kim. Con cự long hoàng kim cuối cùng trong vũ trụ hỗn độn. Mà trên đầu con cự long hoàng kim này có một cô bé. Cô bé mặc áo choàng trắng bó sát, bên hông đeo một thanh kiếm có vỏ, cô bé đứng trên đầu cự long hoàng kim, ánh mắt hờ hững. Sau lưng cô bé có hai ông lão tóc bạc, mỗi người ôm một thanh kiếm. Nam Cung Uyển cũng đứng bên cạnh cô bé, nhưng cách xa hơn một chút. Đáng nói là chỗ cách bên phải cô bé mấy trượng có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai vẻ ngoài anh tuấn, mặc trường bào màu đen, tay phải để sau lưng, trong tay là một quyển sách. Cô gái ở bên cạnh thiếu niên mặc váy dài màu xanh lá đậm, trên quần có mấy đóa hoa sen. Chương 1814, cuối cùng mới là Nam Cung Uyển. Cô gái cầm một cây sáo dài cũng màu xanh lá đậm. Mặt đất bên dưới cự long có một đám kỵ sĩ chậm rãi tiến đến Thổ Mộc Bảo, đám kỵ binh này có khoảng nghìn người, đều mặc áo giáp màu vàng, tay cầm trường thương màu vàng, đều là cao thủ chứng đạo cảnh. Bên dưới bọn họ là ngựa truy phong đạt tới cấp bậc tạo hóa cảnh. Cận vệ quân. Đây là đội cận vệ của thần chủ thần quốc, được gọi là cận vệ của thần. Mỗi người đều được chọn lọc tỉ mỉ, chỉ chịu trách nhiệm với thần chủ của thần quốc. Cả nghìn kỵ binh có khí thế giống nhau, tựa như một thể, dù chỉ có nghìn người, nhưng lại có khí thế như thiên quân vạn mã. Mà cách sau lưng nghìn kỵ binh này trăm trượng còn có ba đoàn quân. Đoàn thánh kỵ sĩ. Đoàn thánh kỵ sĩ này có tổng cộng 3.000 người, được ba đoàn trưởng của đoàn thánh kỵ sĩ quản lý, ba vị đoàn trưởng này chỉ nghe lệnh của thần chủ thần quốc. Cách 3.000 người này khoảng trăm trượng lại là một đội quân nữa. 9 quân đoàn. Mỗi quân đoàn 10.000 người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thực lực cá nhân của bọn họ có lẽ không mạnh bằng đoàn thánh kỵ sĩ và cận vệ quân, nhưng cái bọn họ tu luyện là quân trận. 10.000 người hợp nhất, có thể dễ dàng giết chết cao thủ trưởng đạo cảnh. 90.000 người hợp nhất, có thể thoải mái giết chết cao thủ thiên đạo cảnh. Mà những đội quân này cũng đều chỉ nghe lệnh thần chủ. Chẳng mấy chốc, cự long bay tới trên không của Thổ Mộc Bảo. Mấy người Việt thống lĩnh ở bên trong Thổ Mộc Bảo đều quỳ một chân xuống. Cô bé ở trên cự long nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên trên. Mấy người Việt thống lĩnh đứng dậy, nhưng vẫn còn khom lưng. Cô bé chậm rãi bước xuống từ trên cự long, hai ông lão ôm kiếm theo sát phía sau, sau đó là một nam một nữ kia, cuối cùng mới là Nam Cung Uyển. Cô bé đi vào Thổ Mộc Bảo, lúc này, Việt thống lĩnh kia vội vàng đi tới bên cạnh cô bé. Bệ hạ, thuộc hạ đã di chuyển tất cả mọi người trong thành đến Nam Sơn Thành, cũng đã thu xếp ổn thỏa. Cô bé gật đầu, Nam Cung. Nam Cung Uyển đi tới bên cạnh cô bé, hơi cúi người, bệ hạ. Cô bé nhìn về hướng Vạn Sơn Trường Thành, bên phía bình nguyên kia, người mạnh nhất là ai? Chương 1815, chính là nó. Nam Cung Uyển im lặng suy nghĩ, sau đó nói, những người đã biết là tinh chủ. Tộc trưởng Đường Diêm của Đường tộc, Yêu Vương của Yêu tộc, Võ sư Nam Phải, Sở Chân Nhân, thống lĩnh Diệp Chiến Thiên của Thần Đạo Quân. Cô bé nhẹ giọng nói, những người không rõ thì sao? Nam Cung Uyển đáp, không rõ có Chu Á Phu đột nhiên biến mất của võ viện năm đó, tộc trưởng Mục Nam Chi xinh đẹp tài giỏi của Đường tộc, tông chủ Kiếm Nam Sơn của Kiếm Tông 2.500 năm trước, cùng với Nam Minh Yêu Vương có nửa thân yêu của Yêu tộc kia và chiến vô song đao kiếm song tuyệt. Cô bé gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước, thế hệ trẻ bây giờ thì sao? Nam Cung Uyển nói, thế hệ trẻ có tiểu phu tử đứng đầu bảng đạo, người này lai lịch không tầm thường, thân phận cũng chưa biệt, cùng với Đường Thất Công Tử đứng thứ hai bảng đạo, người này không thích tranh đấu, năm xưa rời khỏi Đường tộc du ngoạn, hiện tại không rõ sâu cạn.
ngoài hai người này chính là đệ tử Triệu Mục của Võ Sư Nam Phái cùng với đệ tử Thiết Ngưu của Sở Chân Nhân. Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, ngoài mấy người này còn có ba người, chính là An Lan Tú có thể chất võ thần của Võ Việt, Liên Vạn Lý, và Mạc Tà của Ma Kha tộc nữa. Cô bé đột nhiên nói, Diệp Huyên đó thì sao? Nam Cung Uyển im lặng. Cô bé hỏi, sao thế? Nam Cung Uyển trầm giọng nói, thực lực của người này, không biết nên nói thế nào. Cô bé nói, thì cứ nói thử xem. Nam Cung Uyển gật đầu, người này hơi lạ, thực lực và cảnh giới của hắn không liên quan đến nhau lắm, không thể dùng cảnh giới để đánh giá thực lực của hắn. Mà chiến lực của hắn cũng có lúc mạnh lúc yếu. Ồ, trong mắt cô bé lộ chút hứng thú, nói nghe thử. Nam Cung Uyển nói, bình thường, tuy chiến lực của hắn cũng mạnh, nhưng còn chưa tới mức nghịch thiên. Nhưng khi hắn tức giận, chiến lực sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Hơn nữa trên người hắn có rất nhiều bảo vật, không chỉ có một thanh kiếm hơn cả đạo cảnh, còn có một thanh kiếm trấn hồn của minh tộc năm đó. Chẳng những thế, thần vương tọa và kiếm thần vương của thần tộc cũng ở trong tay hắn. Ngoài ra, hắn còn có một bảo vật đến từ ngũ duy nữa. Cô bé nhẹ giọng nói, chính là cái tháp màu đen từng xuất hiện ở thần quốc ta năm đó sao? Nam Cung Uyển gật đầu, chính là nó. Cô bé nói, có nghĩa là lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Nam Cung Uyển trầm giọng đáp, đúng thật là không đơn giản. Nhưng người này tính tình kiêu ngạo, không chịu được uất ức, vì thế quan hệ với mấy thế lực phía Tây cũng không tốt lắm. Đặc biệt là liên minh trật tự, thế lực này rất muốn hắn chết. Cô bé gật đầu, dừng bước. Lúc này, bọn họ đã đi đến Táng Thần Nguyên. Cách bọn họ trăm trượng chính là Vạn Sơn Trường Thành. Chương 1816, Trường Đạo Cảnh. Lúc này, trên Vạn Sơn Trường Thành đứng đầy người, đều là cao thủ đến từ các hoang giới. Khi thấy mấy đội quân của thần quốc, tất cả mọi người đều im lặng. Đây chính là đội quân của thần quốc. Đặc biệt là nghìn cận vệ của thần kia, bọn họ đứng ở đó tựa như thiên quân vạn mã vậy, khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp lực. Nặng nề. Lúc này, vẻ mặt của tất cả cao thủ trên Vạn Sơn Trường Thành đều trở nên nặng nề. Thần quốc mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Lúc này vẻ mặt của năm người tinh chủ cũng rất nặng nề. Bây giờ bọn họ mới hiểu Diệp Huyên không lừa mình. Nhưng cũng may nếu thần quốc chỉ có chút thực lực như vậy, bọn họ vẫn có khả năng thắng rất cao. Dù sao đều là thế lực lớn tồn tại mấy nghìn năm, sao có thể không có lá bài tẩy nào được. Lúc này tinh chủ xuất hiện đối diện cô bé, tinh chủ nhìn cô bé một cái, cuối cùng, ông ta nhìn hai ông lão sau lưng cô bé. Khi nhìn thấy hai người này, vẻ mặt tinh chủ không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng nặng nề. Sâu không lường được. Đây là cảm giác hai ông lão kia mang lại cho bọn họ. Tinh chủ rời mắt đi, sau đó nhìn về phía cô bé, thần quốc phát động trận chiến lần này chỉ sẽ khiến hai bên cũng có hại, ngươi. Lúc này, cô bé chợt ngắt lời ông ta, các ngươi không có tư cách khiến chúng ta chịu thiệt. Nghe vậy, vẻ mặt tinh chủ lập tức trở nên khó coi, ông ta đang muốn đáp lời thì cô bé lại nói, để thế hệ trẻ chơi trước đi. Dứt lời, một thiếu niên áo trắng xuất hiện trước mặt cô bé, thiếu niên hơi thi lễ với cô bé, sau đó đi tới dưới cổng Vạn Sơn Trường Thành, hắn ta nhìn lên các cao thủ bên trên, thiếu tông chủ Vô Lượng Tông của thần quốc, Lâm Thiếu Bạch, xin được chỉ giáo. Chỉ giáo. Một người đàn ông nhảy xuống từ trên tường thành, để ông đây chơi với ngươi, ta. Lúc này, Lâm Thiếu Bạch đột nhiên biến mất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã trở thành một đống thịt nát. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề. Trường Đạo Cảnh. Chương 1817. Đứng thứ 6 bảng đạo. Không ngờ thiếu niên trước mắt lại là cao thủ Trường Đạo Cảnh. Lâm Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn lên mọi người trên Vạn Sơn Trường Thành, mấy người yếu như thế đừng ra mặt, xin tôn trọng ta, cảm ơn. Lúc này, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Thiếu Bạch. Thấy thiếu niên này, mọi người xung quanh đều giật mình, là Mạc Vân Sơn đứng thứ 6 bảng đạo. Đứng thứ 6 bảng đạo. Mạc Vân Khởi nhìn Lâm Thiếu Bạch, xin chỉ giáo. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, xin cẩn thận. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ tựa như mưa rền gió giữ sông về phía Mạc Vân Sơn, nơi nó đi qua,
không gian đều dần sụp đổ. Sắc mặt Mạc Vân Sơn thay đổi, y không dám lơ là, di chuyển cổ tay, một thanh trường kiếm phá không đâm về phía trước. Ầm, hai lực lượng vừa chạm vào nhau, Mạc Vân Sơn đã bị chấn động đến mức lùi lại, mà trong quá trình đó, một bóng người chợt xuất hiện. Ngay sau đó, ầm, người Mạc Vân Sơn bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên thành tường. Bịch, cơ thể của y thoáng chốc nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Thiếu Bạch ở bên dưới phủi nhẹ bụi trước ngực, sau đó nhìn lên Vạn Sơn Trường Thành, bảo người đứng đầu bảng đọa ra đây đi. Mọi người, đứng đầu bảng đạo, tất cả những người có mặt trên Vạn Sơn Trường Thành đều rơi vào im lặng. Mạc Vân Sơn đứng thứ 6 lại không qua nổi hai chiêu. Mà Lâm Thiếu Bạch này lại trực tiếp khiêu chiến người đứng đầu bảng, tiểu phu tử. Ở nơi nọ, Triệu Mục đang muốn đi xuống thì bị một người nắm tay giữ lại. Đó là Diệp Huyên. Triệu Mục nhìn sang với vẻ bất thiện, hắn chỉ nói, người nọ không phải người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thần quốc. Rồi hắn chỉ về phía sau một cô bé ở đằng xa, nhìn thấy hai người kia không? Tầm mắt Triệu Mục nhìn sang một nam một nữ đó. Bọn họ như cảm nhận được mà ngẩng lên nhìn lại. Cô gái chỉ liếc một cái đã thu mắt về, người đàn ông lại mỉm cười như chào hỏi. Diệp Huyên hạ giọng nói, cô thấy hai người kia thế nào? Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Triệu Mục, hắn khó hiểu hỏi, Triệu cô nương, ta bảo cô nhìn họ, cô cứ nhìn ta làm gì? Ta vừa mắt cô thế à? Ánh mắt đối phương lia xuống bàn tay vẫn còn đang nắm lấy cánh tay nàng. Diệp Huyên ngây ra một thoáng rồi thả ra, cười làm lành, xin lỗi, ta không cố ý khinh bạc cô cũng biết ta không phải loại người đó mà. Đứng trước đôi mắt như hai lưỡi kiếm nhọn hoắt của nàng ấy, hắn đành nói lảng sang chuyện khác, Triệu cô nương thấy hai người kia thế nào. Triệu Mục không nói gì, chỉ vươn tay chỉ Diệp Huyên rồi chỉ xuống Lâm Thiếu Bạch ở dưới, hiển nhiên bảo hắn xuống đánh. Diệp Huyên lắc đầu như chống bỏi, không, ta không đánh. Thấy đôi mày đối phương khẽ nhíu lại, hắn tiếp lời, trước đó ta bị tinh chủ đánh một trận, đến giờ mông vẫn còn đau, không đánh được. Triệu Mục, chương 1818, sức mạnh kinh khủng quá. Dưới tường thành, Lâm Thiếu Bạch thấy không ai bước ra thì cao giọng hỏi người ở trên, hết rồi à? Đúng lúc ấy, một thiếu niên khôi ngô tuấn tú bước đến, đó chính là đồ đệ của Sở Chân Nhân Thiết Ngưu, hiện đứng thứ tư trên bảng đạo. Y hỏi, ngươi là người mạnh nhất thần quốc ư? Lâm Thiếu Bạch lắc đầu cười, vị huynh đài này chớ nói như vậy, ta sẽ bị chê cười mất. Thiết Ngưu cau mày, ngươi không phải người mạnh nhất. Đúng thế. Vậy đó là ai? Lâm Thiếu Bạch xoay người nhìn về cặp nam nữ đứng sau thần chủ thần quốc với vẻ tôn kính và một chút bất đắc dĩ trong mắt. Trừ thần chủ ra, hai người kia chính là thiên tài siêu việt nhất thần quốc. Thiết Ngưu cũng dương mắt nhìn theo. Thấy hai người đó toát ra khí tức phẳng lặng an tĩnh giống như người thường, không có vẻ gì là cường giả. Y lại nói với Lâm Thiếu Bạch, bắt đầu đi. Sau một cái gật đầu, Lâm Thiếu Bạch thoát cái biến mất, Thiết Ngưu cũng tung ra một đấm về phía trước. Ầm, không gian bốn phía run lên bần bật, Lâm Thiếu Bạch cũng xuất hiện tại vị trí cũ, mặt đất dưới chân nổ tung khi hắn ta đáp xuống. Sức mạnh kinh khủng quá. Diệp Huyên đứng trên núi không khỏi líu lưỡi trước màn phô diễn này của Thiết Ngưu. Lâm Thiếu Bạch cũng mỉm cười với đối thủ, thế này mới đúng chứ. Vừa dứt lời, hắn ta lại biến mất, Thiết Ngưu cũng tiếp tục vung quyền ra, vừa đơn giản lại trực tiếp. Duỳnh! Không gian lại rung động, một bóng người bắn ngược về sau, chính là Thiết Ngưu. Chỉ chớp mắt sau, hàng loạt tàn ảnh xuất hiện bốn phía, tung ra những luồng sức mạnh như dông bão vần vũ về phía y. Thiết Ngưu tiếp tục lùi lại khiến những người trên tường thành không khỏi sầm mặt. Trong không gian, Sở Chân Nhân vẫn giữ vẻ mắt vô cảm, không nhìn ra vui buồn mừng giận. Trên núi, Diệp Huyên quan sát trận đánh giữa hai người, nhẹ giọng nói, Triệu cô nương cho rằng phần thắng của ai lớn hơn. Triệu Mục không ừ hử gì, hắn lại tiếp tục, ta cảm thấy cô nương lợi hại hơn tên Lâm Thiếu Bạch kia nhiều. Chương 1819, Trưởng Đạo Cảnh Đỉnh Cao. Đôi mắt của đối phương cuối cùng cũng nhìn sang hắn, tay nàng ấy di chuyển trên không trung, vẽ ra một chữ phiền, rồi cất bước đi sang chỗ khác. Diệp Huyên vội đuổi theo, Triệu cô nương à, xem một mình thì tẻ nhạt lắm, để ta xem cùng cô nhé. Triệu Mục,
Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang lên từ dưới tường thành, một bóng người cũng theo đó bay ngược về sau. Lần này chính là Lâm Thiếu Bạch. Thiết Ngưu mở miệng giống lên, giẫm mạnh chân xuống, vồ về phía trước như con thú hoang sổ lồng. Lâm Thiếu Bạch không khỏi nhíu mày, nắm chặt tay lại, không gian trước mặt hắn lập tức xếp chồng lên thành từng tầng. Cú lao vọt đến của Thiết Ngưu gây ra tiếng nổ đinh tai thứ hai, khiến bức tường không gian cũng chấn động. Sau một giây lặng phắc, lớp không gian ấy lập tức vỡ nát, một luồng sức mạnh khủng bố hất Lâm Thiếu Bạch bay đi thêm trăm trượng. Khi hắn ta vừa gắng gượng đứng lại, Thiết Ngưu và nắm đấm của y lại đuổi đến với sức mạnh đủ sức xé rách không gian. Lâm Thiếu Bạch nheo mắt lại, đan hai tay lại trước ngực rồi tung ra. Duỳnh! Hắn ta bị đẩy đi thêm trăm trượng nữa mới dừng lại, khi ấy hai cánh tay đã nát bươm, máu tươi trào ra khỏi khóe môi. Tiếng reo hò bùng lên từ phía trên tường thành. Cách đó không xa, Nam Cung Uyển đứng bên cạnh thần chủ khẽ lên tiếng, thần lực thiên thần của người này. Không ngờ lại là hạt giống tốt, đáng tiếc lại không biết sử dụng, bằng không có thể góp tên vào năm hạng đầu ở bảng thần võ thần quốc ta. Người đàn ông áo đen kế bên cũng nói, bệ hạ, hãy để thần đi. Thần chủ lắc đầu, hắn ta chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, một thiếu niên khác đã xuất hiện trước mặt Thiết Ngưu, chậm rãi mở miệng, Lâm Hoan, thứ năm bảng thần võ. Thiết Ngưu, đôi tay Thiết Ngưu chậm rãi siết lại. Lâm Hoan gật đầu rồi thoát cái đã biến mất, không gian bốn phía dần dần vỡ vụn. Sở chân nhân trong hư không cũng biến sắc. Trưởng đạo cảnh đỉnh cao. Vẻ mặt Thiết Ngưu cũng trở nên nghiêm trọng, không dám khinh thường, nhanh chóng dẫm chân tung ra một quyền như núi lửa bùng nổ. Quỳnh! Không gian quanh y vỡ nát như sứ vụn, trở thành một mảng đen đặc đang không ngừng có tiếng nổ vang lên phía trong, vừa khôi phục đã tiếp tục vỡ ra. Chương 1820. Không phải Triệu Mục thì là ai? Khoảng một khắc đồng hồ sau, không gian khôi phục trạng thái bình thường, bóng người bay ra lần này chính là Thiết Ngưu. Những người trên tường thành thấy vậy thì sầm mặt. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, thân hình Thiết Ngưu va thẳng vào tường thành khiến nó run lên bần bật, đồng thời một tàn ảnh lại lóe lên. Thiết Ngưu bật dậy, gầm lên một tiếng phẫn nộ, vươn tay ra đỡ. Cú đá của Lâm Hoan nện trúng hai tay y dẫn đến không gian chấn động. Thiết Ngưu lại đập vào tường thành khiến nó rạn vỡ, máu tươi trào ra. Một chưởng của Lâm Hoan lại đến, đồng tử Thiết Ngưu co rụt lại, y biết y không thể đỡ chiêu này nữa. Nào ngờ tay Lâm Hoan dừng lại khi còn cách đầu y vài tấc. Hắn ta lùi lại một khoảng xa, nhìn đối thủ cả người nát tươm của mình rồi nói, ngươi thua rồi. Thiết Ngưu lau vết máu bên khóe miệng đi, ta thua rồi, vì sao ngươi không giết ta? Lâm Hoan lạnh nhạt đáp, vì ban nãy ngươi cũng không xuống tay đến cùng với Lâm Thiếu Bạch huynh. Nếu Thiết Ngưu thật sự muốn giết thì Lâm Thiếu Bạch giờ này đã không còn hơi thở. Y lặng đi một hồi rồi lui sang một bên, nhìn lên Sở Chân Nhân trong hư không, sư phụ, con. Con đã làm đủ rồi, đi chữa thương đi. Nghe ông nói vậy, y gật đầu rồi cất bước rời đi. Lâm Hoan đứng giữa sân đấu, nói với người trên tường thành, gọi ai lợi hại hơn nữa xuống đi. Những lời này khiến sắc mặt ai cũng xấu xí vô cùng. Bỗng, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn ta. Không phải Triệu Mục thì là ai? Lâm Hoan khẽ gật đầu, ra tay đi. Thấy Triệu Mục chậm rãi đóng mắt lại, hắn ta cũng nheo mắt, nắm chặt hai tay. Đúng lúc ấy, đôi mắt cô gái bừng mở, thân thể nàng ấy trở nên mờ ảo. Có thể thấy được linh hồn bên trong. Thoát cái, Triệu Mục đã lao về trước với một cú đấm trong tay mà không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Những người khác biến sắc. Cô gái sau lưng thần chủ bỗng thốt lên, phản phác quy chân. Đỉnh cao võ thánh siêu phàm, thú vị. Chàng trai chỉ cười. Chương 1821, ta đánh cùng cô vậy. Đôi mắt thần chủ khép hờ, hoàn toàn không thèm quan sát. Sắc mặt Lâm Hoan cũng thoát cái thay đổi. Hai tay hắn ta siết lại, một luồng sức mạnh hồn hậu ngưng tụ trong cơ thể trước khi ồ ạt tuôn ra. Nắm đấm của Triệu Mục cũng đã đến. Trong mắt những người khác, Lâm Hoan phải liên tục lùi về mấy trăm trượng, khi dừng lại thì thân xác đã nứt nẻ, máu tuôn như suối. Sắc mặt Triệu Mục cũng trắng bệch, hiển nhiên đã dùng hết sức lực cho một đấm vừa rồi. Lâm Hoan lau khóe miệng, cất giọng nói, võ thánh siêu phàm. Ta thua.
Cô gái cầm ống địch dài đứng sau thần chủ bất thình lình xuất hiện trước Triệu Mục khiến sắc mặt võ sư Nam Phái bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, nhưng nàng ta chỉ nói chữa thương. Một quyền vừa rồi của Triệu Mục đã lấy đi của nàng ấy quá nhiều sức lực, không thể duy trì trạng thái sung mãn được nữa. Thấy nàng ấy lắc đầu, có vẻ muốn tiếp tục ra tay, Diệp Huyên không thể không xuất hiện, thấp giọng nói, người ta bảo chữa thương thì cô cứ làm đi, cậy mạnh cái gì. Đôi mắt đối phương trợn trừng lên, rõ ràng đang hỏi hắn xuống đây làm gì. Nhưng Diệp Huyên đã quay sang cười với cô gái cầm ống địch dài, ta đưa nàng ấy đi chữa thương ngay đây. Hắn lập tức kéo Triệu Mục rời đi, thấy nàng ấy toan phản đối thì dùng truyền âm nói, nếu không chữa, cô chẳng có chút cơ hội nào trước nàng ta cả. Triệu Mục dứ nắm đấm lên, lại muốn đi về phía cô gái kia. Diệp Huyên đành thở dài, cô đi chữa thương đi, ta giúp cô đánh trận này. Dưới ánh mắt của nàng ấy, hắn sải bước đi về phía cô gái cầm địch, ta đánh cùng cô vậy. Đối phương nhìn hắn một phen, ngươi là Diệp Huyên. Cô nghe tên ta rồi sao, hắn phấn khởi hỏi lại, thấy nàng ta gật đầu thì khoái trá cười lớn, không ngờ tiếng tăm của Diệp Huyên ta ở thần quốc các vị cũng lớn phết. Nào ngờ đối phương lại đáp, theo thông tin có được, sự vô liêm sỉ của ngươi không có giới hạn, hay chơi trò hèn hạ, da mặt dày hơn tường thành, giống tiện tu hơn là kiếm tu, có đúng không? Diệp Huyên, chương 1822, đỡ một chiêu. Nghe thấy lời của cô gái ống sáo, sắc mặt Diệp Huyên lập tức u ám hẳn. Tiện tu, là ai bôi xấu danh tiếng của mình? Lúc này, cô gái sáo trúc nói, người xuất kiếm đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sao lại mới đề nghị ta có một cách? Cô gái sáo trúc liếc nhìn Diệp Huyên, cách gì? Diệp Huyên nói, các hạ là kỳ tài trên trời, ta cũng là long phượng trong biển người, cứ đánh như vậy không quá 3 ngày 3 đêm thì chắc không phân được thắng bại. Vì vậy ta đề nghị, mỗi người chúng ta ra một chiêu, không được phép né tránh, nếu ai lùi xa hơn thì người đó thua, thế nào? Cô gái sáo trúc nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì lúc này đột nhiên vang lên âm thanh tức giận cách đó không xa, đừng tin hắn. Âm thanh quen thuộc. Diệp Huyên và cô gái sáo trúc quay người nhìn sang, một cô gái khác đang tức giận nhìn Diệp Huyên. Người này chính là Tả Tịnh của Đao Tông. Tả Tịnh tức giận nhìn Diệp Huyên, người chính là một tên lừa đảo. Diệp Huyên nghiêm túc nói, đừng nói bậy, ta là người thành thật. Xì. Tả Tịnh hung hăng nhổ nước bọt xuống đất, người đừng có làm nhục người thành thật. Diệp Huyên. Tả Tịnh nhìn cô gái sáo trúc, nam âm tỷ, tỷ tuyệt đối đừng tin tên đàn ông này, tên đàn ông này vô cùng xấu xa. Cô gái tên nam âm khẽ cười, rất xấu sao. Tả Tịnh gật đầu, vô cùng xấu xa. Hắn biết một bí thuật thần thông không gian. Căn bản không cần ra tay là có thể trực tiếp di rời tỷ. Nam âm quay đầu nhìn Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên đang định nói thì nam âm lại đột ngột nói tiếp, đỡ một chiêu, nếu có thể đỡ được thì ngươi sẽ không phải chết. Đỡ một chiêu. Diệp Huyên nhìn nam âm, xem thường ta đến vậy sao? Nam âm cười nói, đỡ được rồi thì ta sẽ xem trọng ngươi, không tiếp được, vậy là coi thường thôi. Diệp Huyên đang định mở lời. Bỗng Tả Tịnh ở gần đó lại chen vào, nam âm tỷ, hắn có một thanh kiếm lợi hại, là cấp độ siêu việt đạo cảnh, nếu hắn dùng thanh kiếm đó thì có khả năng đỡ được một chiêu của tỷ. Thế nhưng, nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thế nhưng, người cùng thế hệ so đấu, có lẽ ngươi sẽ không dùng thanh kiếm đó, đúng chứ? Chương 1823, bán bộ thiên đạo cảnh. Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, ta sẽ dùng. Tả Tịnh nhìn Diệp Huyên, ta đúng là đánh giá thấp sự trơ trẽn của ngươi rồi. Diệp Huyên không quan tâm đến đối phương, hắn nhìn nam âm cô nương, cũng không cần cái gì mà tiếp một chiêu của cô, chúng ta cùng đánh ra một chiêu này để phân định thắng thua, thế nào? Nam âm khẽ gật đầu, có thể. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Thiên Chu, đối mặt với người phụ nữ trước mặt này, hắn cũng không dám sơ sót chút nào. Bởi vì người phụ nữ này khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn tinh chủ. Nếu chưa đột phá đến kiếm thánh siêu phàm thì hắn không dám lơ là chủ quan. Thiên tài trên thế gian không chỉ có một mình Diệp Huyên hắn, đừng bao giờ xem thường bất kỳ ai. Khi Diệp Huyên lấy ra thanh kiếm kia, ở cách đó không xa, thần chủ thần quốc vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra.
Ánh mắt nàng ta nhìn thẳng vào kiếm Thiên Chu trong tay Diệp Huyên, còn thanh kiếm sắt bên hông nàng ta cũng đang khẽ run lên. Thần chủ nhẹ nhàng đặt tay trái lên thanh kiếm, khẽ nói, người biết kiếm này. Thanh kiếm khẽ run lên. Thần chủ nhìn Diệp Huyên ở phía xa, vẻ mặt khá bình tĩnh. Ở phía xa đó, Nam Âm trước mặt Diệp Huyên cũng nhìn thanh kiếm trong tay hắn, ánh mắt nàng ta nhìn thấy thanh kiếm đó lại có thêm sự hiếu kỳ, kiếm tốt. Thật tiện. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, sao cô lại mắng người chứ? Nam Âm. Lúc này, Diệp Huyên lạnh giọng nói, Nam Âm cô nương, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, tay phải Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm trong tay, hàng loạt đại địa chi lực dưới chân bắt đầu bay về phía hắn và ngưng tụ. Trước mặt Diệp Huyên, tay trái Nam Âm siết chặt cầm sáo trúc trong tay, không gian bao quanh nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo, tiếp đó cơ thể như tách rời khỏi không gian này. Nhìn thấy vậy, sắc mặt võ sư Nam Phái trong hư không lập tức nghiêm trọng, bán bộ thiên đạo cảnh. Bán bộ thiên đạo cảnh. Ông ta và mấy người tinh chủ đều là cảnh giới thiên đạo cảnh, mà Nam Âm ở trước mặt này lại là bán bộ thiên đạo cảnh. Chương 1824. Sức mạnh càng vô biên vô tận. Bán bộ thiên đạo cảnh vốn không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ chính là Nam Âm này trông chỉ khoảng chừng 20 tuổi mà thôi. Một bán bộ thiên đạo cảnh 20 tuổi. So với cổ đạp thiên của liên minh trật tự năm đó, cô gái này cũng chẳng hề thua kém. Mà năm đó, cổ đạp thiên tới 21 tuổi mới đạt được bán bộ trưởng đạo cảnh. Trong không trung, đám người tinh chủ nhìn Nam Âm ở bên dưới. Mà lúc này, quanh người Diệp Huyên đã có vô số đại địa chi lực, hắn cảm thấy bản thân mình như địa chủ chủ nhân của đại địa. Chỉ cần đạp chân xuống đất thì sức mạnh càng vô biên vô tận. Ngay lúc này, Diệp Huyên nhìn Nam Âm, đến đi. Vừa dứt lời hắn đột nhiên biến mất. Vù! Một luồng kiếm mang màu vàng đất từ trong sân lóe lên, lướt nhanh tới chỗ đối thủ. Nam Âm đối mặt với Diệp Huyên, hai mắt lại từ từ nhắm lại, ngay sau đó, không gian xung quanh người nàng ta đột nhiên bốc cháy. Mà ngay khi đó, Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Vù! Một âm thanh của kiếm vang lên chấn động cả bầu trời. Đạo tắc đại địa cộng thêm kiếm Thiên Chu, uy lực của kiếm này đáng sợ đến thế nào chứ? Diệp Huyên chém xuống một kiếm, không gian trong vòng nghìn trượng lập tức rạn nứt như mạng nhện, vô cùng đáng sợ. Mà lúc này, không gian chung quanh Diệp Huyên và Nam Âm trực tiếp bị một sức mạnh thần bí chấn vỡ, như thể bị xóa bỏ chứ không phải chỉ đơn thuần là không gian bị vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, vùng không bị xóa bỏ đó lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Còn sức lực từ thanh kiếm của Diệp Huyên thì vẫn còn như cũ. Trong tầm mắt của mọi người, đột nhiên Nam Âm ở trước mắt Diệp Huyên lùi ra đến trăm trượng. Thắng rồi. Trong sân, mọi người đồng loạt nhìn theo Diệp Huyên và Nam Âm cách đó không xa. Nam Âm hỏi, ngươi làm thế nào? Nam Âm nhìn Diệp Huyên ở phía xa, ngươi có thể khôi phục không gian. Diệp Huyên gật đầu. Chương 1825. Hao tổn quá lớn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, không nói cho cô biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn quay người lại, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng. Thời khắc vừa rồi, cô gái kia suýt lấy mạng hắn rồi. Bởi vì sức mạnh thần bí mà đối phương thiêu đốt không gian cũng đã đốt cháy cả đại địa chi lực và địa mạch chi lực của hắn. Nếu hắn bị luồng sức mạnh đó đánh trúng thì chắc chắn sẽ chết. Cũng may. Hắn lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị vận dụng đạo tắc không gian, nếu không có đạo tắc không gian này phục hồi lại không gian, làm sức mạnh của đối phương biến mất thì chỉ trong tích tắc vừa rồi, hắn đi đời nhà ma chắc rồi. Cũng may hắn không hề khinh địch. Cách đó không xa, Nam Âm khẽ nhíu mày, định mở lời nhưng bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu nàng ta, đó là đạo tắc đại địa và đạo tắc không gian. Hắn sử dụng đạo tắc không gian khôi phục lại không gian. Nếu ngươi sử dụng sức mạnh khác thì đã thắng rồi. Nam Âm im lặng. Người nói chuyện là sư tôn của nàng ta, một vị cao thủ thiên đạo cảnh. Lúc này, âm thanh đó lại vang lên, chớ cảm thấy không cam tâm. Là người, thắng được thì cũng phải chịu thua được. Thắng chính là thắng, mà thua thì là thua. Nam Âm hướng về không trung khẽ thi lễ, đệ tử đã hiểu. Vừa dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên ở phía xa, ta thua rồi. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên gần đó chợt dừng bước, hắn thầm thở dài trong lòng,
có những người quả thực xuất sắc đến mức khiến người ta không thể không phục. Lúc này, Triệu Mục đi đến trước mặt Diệp Huyên, khóe miệng Diệp Huyên chậm rãi tràn ra máu tươi, hắn nắm chặt lấy cánh tay Triệu Mục, ta bị thương rồi. Đau quá, mau đỡ ta. Nói xong hắn thuận thế dựa vào người Triệu Mục. Triệu Mục nhíu mày, đang muốn hành động thì máu lại tuôn ra từ khóe môi Diệp Huyên, không những vậy sắc mặt hắn lại càng trở nên trắng nhợt lạ thường. Hao tổn quá lớn. Trước đó sử dụng hai đạo tắc cùng lúc và cả kiếm thiên chu, thêm việc phải chống đỡ sức mạnh của nam âm, vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn với hắn. Triệu Mục do dự một lúc, cuối cùng cũng không hề ra tay, rốt cuộc nàng ta cứ vậy đưa hắn rời đi. Mà tay của Diệp Huyên không biết từ khi nào đã đặt trên eo của Triệu Mục. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, thế gian mấy người có được. Trong hư không, tinh chủ nhìn Diệp Huyên bên dưới, vẻ mặt ông ta bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt lại ngập tràn sát ý. Chương 1826, Đường Thất Công Tử. Diệp Huyên so với trước đã mạnh hơn không ít. Lúc này, võ sư Nam Phái đột nhiên nói, tinh chủ, người phải rõ ràng kẻ địch lớn nhất lúc này của chúng ta là ai. Tinh chủ nhìn võ sư Nam Phái, võ sư nhìn ông ta, nếu vẫn còn không biết nặng nhẹ vậy thì lão phu cũng không quan tâm chuyện gì nữa đâu. Đây là đang thiên vị Diệp Huyên. Lần này, võ sư Nam Phái rõ ràng đã nghiêng về phía Diệp Huyên. Với tinh chủ, võ sơn Nam Phái, họ đều rất tán thưởng Diệp Huyên, đặc biệt là vừa nãy, nếu để Triệu Mục bị tổn thương nguyên khí nặng giao đấu với Nam Âm, vậy Triệu Mục rất có thể sẽ chết. Mà Diệp Huyên lại đột nhiên xuất hiện để giao đấu thay, rõ ràng là hắn muốn bảo vệ Triệu Mục. Nghĩ đến đấy, võ sư Nam Phái lại nhìn sang tinh chủ, tinh chủ. Ân oán giữa ngươi và hắn, lão phu không xen vào. Nhưng việc cấp bách bây giờ chính là chống lại thần tộc, nếu ngươi dám làm bậy, lão phu nhất định sẽ không khách khí. Tinh chủ khẽ nheo mắt, vẻ mặt không tốt chút nào. Mà lúc này, Sở Chân Nhân cũng mở lời, hai vị chớ có làm loạn để bất hòa vào lúc này. Nói xong, ông ta nhìn đại quân thần tộc ở bên dưới, đại quân thần tộc vẫn còn đây. Bây giờ mà nội chiến thì chẳng khác nào đang tự mình tìm đường chết. Còn về Diệp Huyên kia, tạm thời không để ý đến hắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì lại xử lý hắn. Nghe vậy, tinh chủ nhìn sang chỗ khác, hai mắt từ từ nhắm lại. Võ sư Nam Phái cũng không nhìn nữa. Bên dưới, sau khi Diệp Huyên đánh thắng Nam Âm kia, hai bên lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mọi người đều đang nhìn vị thần chủ của thần tộc cách đó không xa. Mà bên phía thần tộc cũng đang đợi thần chủ phân phó. Là đấu đơn, hay trực tiếp khai chiến, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của vị thần chủ này. Cứ vậy kết thúc rồi sao? Vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên ở nơi xa, ngay sau đó một người đàn ông từ phía xa trầm trầm thong thả bước đến, người đàn ông ngậm cọng cỏ dại trong miệng, trông có vẻ ngông nghênh. Đường Thất Công Tử. Trên hư không, Đường Diêm nhìn Đường Thất Công Tử bên dưới. Gương mặt chợt có ý cười, tên này. Đường Thất Công Tử. Trong sân, có người kinh ngạc hô lên. Rõ ràng có người đã nhận ra hắn ta. Chương 1827. Hắn không thể làm được. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đường Thất Công Tử đi đến trước mặt mấy người thần chủ. Hắn ta nhìn cô gái trước mặt, cười nói ta không có hứng thú với người khác, cứ đánh với ngươi nhé, được không? Cô gái trẻ chỉ về phía Vạn Sơn Trường Thành không xa, Đường Thất quay người nhìn Vạn Sơn Trường Thành, ngay sau đó cô gái lập tức rút kiếm chém xuống, vô số kiếm quang lóe lên trong sân. Dưới cái nhìn của mọi người, toàn bộ Vạn Sơn Trường Thành vỡ nát trong nháy mắt, không chỉ Vạn Sơn Trường Thành sụp đổ mà ngay cả ngọn núi lớn mà Vạn Sơn Trường Thành dựa vào cũng bị chia làm hai, mà hàng loạt kiếm khí kia vẫn còn chưa biến mất, kiếm khí xuyên qua không gian xông đến. Vừa phóng đi đã đến 9 vạn dặm. Vạn Sơn bị hủy diệt. Ngay sau khi vị thần chủ xuất kiếm, trong sân đều yên tĩnh như bị đóng băng. Mọi người trong sân đều ngây người kinh ngạc. Nhất là 5 người tinh chủ đang ở trong hư không, vào thời khắc này, vẻ mặt 5 người tinh chủ đều căng cứng vô cùng nghiêm túc. Uy lực của kiếm này, dù là bất kỳ ai trong 5 người bọn họ, không chắc người đó có thể đỡ được. Mà người vừa ra kiếm lại chỉ là một cô gái trẻ. Thần chủ. Trong sân, tất cả mọi người đều nhìn cô gái đó. Rốt cuộc là yêu nghiệt đến thế nào? Ở phía ngoài,
lúc này sắc mặt Diệp Huyên cũng rất căng thẳng. Một kiếm vừa nãy, hắn không thể làm được. Cũng không phải là không làm được mà là nếu vận dụng toàn bộ bản lĩnh, tỉ như huyết mạch chi lực, đạo tắc đại địa, đạo tắc không gian, cộng thêm kiếm thiên chu thì hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng cô gái trẻ kia chỉ tùy ý rút kiếm ra. Rất tùy ý, rất thong thả. Diệp Huyên có chút mơ hồ. Trước đó, hắn cảm thấy trong các kiếm tu thuộc thế hệ trẻ, có lẽ mình đã được xem như người xuất chúng rồi. Không ngờ lại còn có người yêu nghiệt hơn. Lúc này, Triệu Mục bên cạnh đột nhiên liếc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên dựa thẳng vào người Triệu Mục, tâm hồn nhỏ bé của ta bị tổn thương rồi. An ủi ta chút đi. Chương 1828, Trường Thiên Địa Chi Lực. Triệu Mục, bên dưới, ở trước mặt cô gái trẻ, Đường Thất công tử cũng lặng im. Vẻ mặt hắn ta cũng không còn nụ cười. Nếu kiếm vừa rồi dùng để đối phó hắn ta thì rất có khả năng sẽ trực tiếp miểu sát hắn ta. Cô gái trẻ quay đầu nhìn sang người đàn ông áo đen bên cạnh, người đàn ông áo đen khẽ hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Đường Thất công tử, thần quốc, đứng thứ hai thần bảng Mục Vân Quân. Đứng thứ hai thần bảng. Đường Thất nhìn người đàn ông áo đen, cười nói, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, tầm mắt hai người giao nhau, ngay sau đó. Ầm ầm. Dưới ánh nhìn của đám đông, không gian xung quanh hai người trực tiếp vỡ nát, mà từ trong hố đen không gian đen ngòm lại liên tục vang lên từng tiếng nổ vang trời. Cô gái trẻ lại nói, đã sắp xếp thế nào rồi? Nam Cung Uyển khẽ hành lễ, đã sắp xếp thỏa đáng. Sau khi tiến vào ba hoang giới khác thì người của chúng ta sẽ lập tức tiếp nhận tất cả. Cô gái trẻ gật đầu, chỉ giết những võ giả chống cự. Nam Cung Uyển gật đầu, đã hiểu. Vào lúc này, ở vị trí cách cô gái không xa, không gian đã khôi phục bình thường, lúc này, Đường Thất và Mục Vân Quân đang nhìn nhau từ xa. Vẻ mặt Đường Thất có chút căng thẳng mà biểu cảm của Mục Vân Quân thì vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ. Đường Thất nhìn Mục Vân Quân, một chiêu định thắng bại. Mục Vân Quân gật đầu, được. Đường Thất nhếch miệng cười, cơ thể hắn ta đột nhiên vút bay lên trời, sau đó không gian xung quanh như nước nóng sôi trào, từng luồng sức mạnh hùng mạnh từ trong đất trời dâng lên hội tụ về phía hắn ta. Trong hư không, ánh mắt Sở Chân Nhân có hơi kỳ lạ, Trưởng Thiên Địa Chi Lực. Nói rồi ông nhìn Đường Diêm ở gần đó, chúc mừng. Trường Thiên Địa Chi Lực tương đương với bán bộ thiên đạo cảnh. Sau khi đạt được bán bộ thiên đạo cảnh mà muốn tiến vào thiên đạo cảnh thì đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói, chỉ cần Đường Thất không chết, thì qua một khoảng thời gian nữa Đường tộc sẽ xuất hiện một vị cao thủ thiên đạo cảnh. Đường Diêm không trả lời Sở Chân Nhân, ông ta vẫn luôn quan sát bên dưới, hơn nữa vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Chương 1829. Bởi vì tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Đường Thất quả thực là yêu nghiệt. Thế nhưng, Mục Vân Quân đến từ thần quốc này lại kém hơn sao? Hai thiên tài xuất chiêu không tiếc gì, có thể phân thắng bại nhưng có cũng thể định sinh tử. Bên dưới, năng lượng quanh thân Đường Thất càng lúc càng mạnh, mà Mục Vân Quân vẫn không hề có động tác gì, vô cùng bình tĩnh. Ngay lúc này, Đường Thất đột nhiên đánh một chưởng xuống. Trường này vừa đánh xuống thì chẳng khác nào trời sập xuống, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh xuống Mục Vân Quân bên dưới. Tập Thiên Địa Chi Lực. Đối mặt với một trường như có thể hủy thiên diệt địa này, sắc mặt Mục Vân Quân vẫn bình tĩnh. Khi luồng sức mạnh đó lướt xuống đến đỉnh đầu hắn ta, đột nhiên hắn lại mở lòng bàn tay sau đó nắm chặt lại. Trong tầm mắt của mọi người, không gian quanh Mục Vân Quân bắt đầu trở nên hư ảo. Mà khoảnh khắc khi sức lực Đường Thất giáng xuống lại biến mất một cách lạ thường. Trong hư không, sắc mặt nhóm người tinh chủ trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt Đường Diêm lại càng nghiêm trọng hơn hẳn, ông ta vội vàng gầm lên, nhận thua. Nhận thua. Mà bên dưới, Mục Vân Quân biến mất. Trong phút chốc, ầm ầm, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Đường Thất đã bay ra ngoài. Cuối cùng Đường Thất ngã mạnh xuống đất. Khóe môi tràn ra máu tươi, hắn ta lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm Mục Vân Quân ở phía xa, thiên đạo cảnh. Mục Vân Quân trước mặt này căn bản không phải là bán bộ thiên đạo cảnh, mà là thiên đạo cảnh. Mục Vân Quân liếc nhìn Đường Thất, sau đó đi đến sau lưng cô gái trẻ. Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn tinh chủ trong hư không, dáng.
rõ ràng nàng đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Bởi vì tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong hư không, tinh chủ lạnh lùng nhìn cô gái trẻ, có bản lĩnh gì thì cứ bày ra hết đi. Chương 1830, Thiết Kỵ Đường Tộc. Cô gái trẻ gật đầu, như ý nguyện của ngươi. Nàng vừa dứt lời, đoàn quân 3.000 thánh kỵ sĩ sau lưng đột nhiên xông lên. 3.000 thánh kỵ sĩ đồng loạt tấn công, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mà ngay lúc này, bên trong sơn mạch của Vạn Sơn Tường Thành, núi non bỗng chốc rung chuyển, ngay sau đó một đoàn người ước chừng 2.000 thiết kỵ đột nhiên lao ra. Thiết Kỵ Đường Tộc. 2.000 thiết kỵ đường tộc đồng loạt lao ra, núi non chấn động, khí thế đó không hề thua kém 3.000 thánh kỵ sĩ của thần quốc kia. Trên đất trống, hai bên kỵ binh lớn mạnh nhanh chóng xông vào chiến đấu dữ dội. Khốc liệt. Không thể không nói, hai bên kỵ binh đều thật sự rất, rất mạnh. Vừa mới giao chiến mà như đã muốn long trời lở đất. Mà ngay lúc ấy, mười mấy người áo đen đột ngột lao ra từ trong thành, tiếp đó, bọn họ như ma quỷ, xuất hiện bên cạnh hai bên nhóm kỵ binh. Ngay khi bọn họ muốn ra tay với kỵ binh thần quốc thì chín người áo choàng đen bỗng chốc hiện ra trước mặt họ. Ngay sau đó, đầu của mười mấy người áo đen đó lần lượt bay ra khỏi cổ, từng người một. Kỵ binh giao chiến, nếu có sát thủ đánh lén thì đối với họ, đó chắc chắn là đòn chí mạng. Mấy người tinh chủ đã nghĩ đến chuyện này, mà hiển nhiên thần quốc cũng đã đoán được như vậy. Nhìn thấy sát thủ của mình bị giết hại, tinh chủ trong hư không vội nói, người chấp pháp. Vừa dứt lời, trong ngọn núi lớn bên phải đột nhiên lao ra những tàn ảnh. Thế nhưng bọn họ còn chưa ra khỏi núi thì đã bị đám người áo choàng đen ngăn cản, những người áo choàng đen đều cầm sát đao trong tay, thân hình như ma quỷ, lơ lửng bất định. Không hề nói lời thừa thãi nào, hai bên lập tức giao đấu. Trong hư không, sắc mặt nhóm người tinh chủ vô cùng khó coi, rõ ràng thần quốc đã chuẩn bị trước. Nhóm người tinh chủ nhìn sang yêu vương khẽ gật đầu. Ngay sau đó, từ sâu trong núi, mặt đất và núi lớn bắt đầu rung chuyển dữ dội, lập tức, từng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Đại quân yêu tộc. Mà lúc này, một con rồng khổng lồ màu vàng chợt bay xuống từ trong hư không, nó lập tức tới trước mặt đại quân yêu tộc, uy lực mạnh mẽ của rồng buộc tất cả các cao thủ yêu tộc phải dừng lại. Thấy vậy, sắc mặt yêu vương lập tức u ám. Gã tức khắc xông về con rồng khổng lồ. Bắt buộc phải giải quyết rồng vàng khổng lồ, nếu không toàn bộ cao thủ yêu tộc sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng gã còn chưa kịp đến phía trước rồng vàng khổng lồ thì một người đàn ông trung niên đã nhảy ra chặn trước mặt, người đàn ông trung niên rút ra một thanh trường đao từ bên hông. Yêu vương lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên khẽ cười, đao tông, Tiêu Trường Hà. Yêu vương không hề rông dài. Lập tức xông về phía Tiêu Trường Hà. Ở phía xa, Tiêu Trường Hà đã rút đao. Chương 1831, người chấp pháp. Bù. Một loạt đao quang xuất hiện trên bầu trời. Trong hư không, tinh chủ đột nhiên quát lớn, thần đạo quân. Vừa dứt lời, từ trong núi đột nhiên xuất hiện một nhóm binh lính cưỡi rồng lớn. 3.000 thiên đạo quân, cùng 3.000 con rồng. Có thể nói, đây là toàn bộ rồng khổng lồ của cả vũ trụ hỗn độn này. Mà để đề phòng rồng vàng khổng lồ kia trấn áp những rồng khổng lồ này, tinh chủ trực tiếp cho người sử dụng cả một loạt đại trận chống lại rồng vàng khổng lồ đó. Hoặc nên nói là, chỉ có thể ngăn chặn rồng vàng khổng lồ kia. Thực lực rồng vàng khổng lồ đó ít nhất cũng là thiên đạo cảnh. Một cao thủ bình thường căn bản không thể ngăn chặn được. Sau khi từng đại trận xuất hiện, rồng vàng khổng lồ bị ngăn chặn thì cùng lúc đó, 3.000 thần đạo quân kia trực tiếp xông về phía đám người cô gái trẻ ở phía xa kia. 3.000 thần đạo quân, lại thêm 3.000 rồng khổng lồ, khí thế đó trực tiếp nhấn chìm thiết kỵ đường tộc và kỵ binh thần quốc bên dưới. Mà mục tiêu của 3.000 người này chính là cô gái trẻ. Lúc này, hàng nghìn cận vệ thần quốc sau lưng cô gái trẻ đột nhiên chuyển động. Bất động thì như núi. Nhưng một khi chuyển động thì lại như hổ dữ sổng chuồng. 1.000 cận vệ thần quốc lập tức xông về phía thần đạo quân. Cả nghìn cao thủ chứng đạo cảnh đồng loạt xông trận thì phải kinh khủng đến thế nào. Mà sau khi cận vệ thần quốc xông lên, cô gái trẻ khẽ đè tay phải về phía trước, sau lưng nàng ta, 9 đội quân bỗng chốc xông về phía Vạn Sơn Trường Thành. 9 vạn binh lính cùng nhau trấn áp,
chỉ riêng uy lực đó đã trấn áp không biết bao nhiêu cao thủ trên trường thành đến mức thở không ra hơi. Trên tường thành, sắc mặt hàng loạt cao thủ vô cùng khó coi, thậm chí có người đã bắt đầu rút lui. Chẳng ai muốn bỏ mạng tại nơi này. Thế nhưng, khi những cao thủ đó vừa muốn bỏ chạy thì đã bị những người áo đen giết chết. Người chấp pháp. Lúc này, âm thanh của tinh chủ từ trong hư không vang lên, bất kỳ người nào cả gan rút lui, giết không tha. Nhóm người chấp pháp đứng ngay sau lưng mọi người. Không ai dám rút. Chương 1832. Mục Nam Chi. Lúc này, tinh chủ chợt nói, nếu như thắng, sau khi các vị tiến vào thần quốc thì có thể tự do cướp phá 3 ngày, của cải của thần quốc đều là của các vị. Của cải. Nghe thấy lời của tinh chủ, ánh mắt của nhiều cao thủ trong sân lập tức sáng rực. Bỗng nhiên, không biết là ai chợt hô lớn, lên. Ngay sau đó, hàng loạt cao thủ xông về phía đội quân thần quốc. Cách đó không xa, cô gái trẻ quay đầu nhìn Nam Cung Uyển, người sau khẽ thi lễ, nàng ta vung tay phải, một cây cờ dài đột nhiên phóng lên trời. Yên lặng trong phút chốc, vô số cao thủ xuất hiện từ nơi chân trời xa xôi. Những cao thủ này, toàn bộ đều đến từ các thế gia và tông môn. Số lượng rất nhiều mà thực lực cũng rất mạnh. Ngay khi nhìn thấy những cao thủ này, sắc mặt nhóm người tinh chủ trong hư không lập tức trở nên khó coi. Nếu như nói lúc nãy xem như còn có chút cơ hội thắng, thì bây giờ thực lực của thần quốc hoàn toàn nghiền nát bọn họ. Hoàn toàn là nghiền nát. Mấy người tinh chủ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, tinh chủ thấp giọng nói, nếu không dùng đến át chủ bài thì lúc này chỉ có thế chờ chết thôi. Bắt giặc phải bắt vua trước, giết cô gái trẻ kia trước. Nói xong, ông ta nhìn mọi người xung quanh, ai lên trước. Đột nhiên Đường Diêm lên tiếng, để Đường tộc ta lên trước. Vừa nói xong, ông ta đã mở lòng bàn tay, một đóa hoa sen chợt xuất hiện, nó bay vào trong không trung. Trong quá trình đón gió bay lên, dưới tầm mắt của mọi người, đột nhiên đóa hoa sen đó lóe lên hào quang màu trắng, bên trong luồng sáng trắng là một người phụ nữ áo trắng đang đứng. Mục Nam Chi, tộc trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử Đường tộc. Bên dưới, cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, vẻ mặt vô cảm. Mà sau lưng nàng, hai ông lão cầm kiếm lại mang nét mặt căng thẳng hiếm có, không chỉ vậy, hai người lại từ vị trí đứng sau lưng chuyển đến đứng trước mặt cô gái trẻ. Cô gái trẻ khẽ vung tay phải, hai ông lão hơi do dự sau đó lại lùi ra sau. Trên đóa hoa sen, ánh mắt Mục Nam Chi dần dần sáng tỏ, bà đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt bà nhìn xuống cô gái trẻ đó. Cô gái trẻ nhìn thẳng Mục Nam Chi không hề yếu thế. Mục Nam Chi đánh giá cô gái trẻ, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, linh thể kiếm đạo trời sinh hử. Chương 1833, Diệp Huyên đang trị thương. Vừa dứt lời, bà khẽ bấm tay, rất nhanh sau đó, không gian trên đỉnh đầu cô gái đột nhiên trở nên hư ảo. Chốc lát sau, một hình ảnh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cô gái. Đó là một thế giới khói bụi mịt mù. Một cô gái áo trắng đang đứng trong đám mây nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt thản nhiên. Ở bên dưới, hàng loạt người đều nhìn cô gái váy trắng trong đám mây đó, trong ánh mắt những người này đều ngập tràn tuyệt vọng. Mà đối diện với cô gái váy trắng còn có một vị kiếm tu áo xanh và một vị kiếm tu mặc trường bào trắng. Ngay lúc này, hình ảnh đột nhiên lại chấn động, hơn nữa càng lúc lại càng mờ ảo. Bỗng, cô gái váy trắng trong đám mây chợt xuất kiếm, ngay sau đó một cô gái khác lập tức bị kiếm đâm xuyên ấn đường, rồi ngã từ trong không trung xuống. Hình ảnh chợt dừng lại. Mục Nam Chi nhìn cô gái trẻ, đó là kiếp trước của ngươi. Kiếp trước ư? Cô gái trẻ nhìn Mục Nam Chi đứng giữa không trung, kiếp trước thì liên quan gì tới ta? Mục Nam Chi cười nói, tuy nói là vậy, thế nhưng kiếp trước của ngươi thật sự không hề đơn giản. Cô gái trẻ nhìn chằm chằm Mục Nam Chi, ta là chính ta. Chẳng có nhân quả nào mà người khác mang đến ảnh hưởng tới ta được cả. Mục Nam Chi nhìn cô gái trẻ, có vài loại nhân quả vốn dĩ là của ngươi, chứ chẳng ai ép buộc gì ngươi hết. Gương mặt cô gái trẻ không lộ chút cảm xúc nào, việc gì phải nhiều lời. Cứ đánh luôn đi. Đối mặt với khí thế bức người của cô gái trẻ kia, Mục Nam Chi cũng không tức giận, bà chỉ cười bảo, ngươi muốn thống nhất vũ trụ hỗn độn sao? Cô gái trẻ kia nhìn thẳng vào Mục Nam Chi. Vũ trụ hỗn độn xảy ra chiến loạn đã lâu, nếu như ta thống nhất nó thì thiên hạ sẽ thái bình.
Mục Nam Chi cười nói, vậy ngươi có biết, thế cục thiên hạ này phân tách lâu rồi thì sẽ có xu thế hợp lại, còn hợp đã lâu ắt sẽ phân tách, bây giờ cô muốn thống nhất vũ trụ hỗn độn, về sau vũ trụ này cũng sẽ trở lại tình cảnh chiến loại mà thôi. Cô gái trẻ vẫn vô cảm, chuyện tương lai để sau nói, còn chuyện bây giờ thì cần phải làm ngay. Mục Nam Chi đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên lại xoay người nhìn về Diệp Huyên đang ở trên tường thành đổ nát cách đó không xa. Lúc này Diệp Huyên đang trị thương. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Mục Nam Chi, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bà. Sau khi đánh giá Diệp Huyên một hồi, trong mắt Mục Nam Chi lóe lên tia kinh ngạc, giây tiếp theo bà bấm ngón tay tính toán, chỉ một thoáng, khoảng không phía trên Diệp Huyên đã đột nhiên rung lên. Chương 1834. Còn tính toán gì nữa? Diệp Huyên đột nhiên hỏi, bà muốn tính mệnh số giúp ta à? Mục Nam Chi dừng tay, nhìn về phía Diệp Huyên, như thế được không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, quên đi. Ta cũng muốn xem thử kiếp trước của mình thế nào. Mục Nam Chi mỉm cười, tay nhanh chóng nhẩm tính, chỉ một lát xung quanh đã xuất hiện từng luồng sức mạnh thần bí, Diệp Huyên chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh nào đến mức này. Một màn ảnh đột nhiên xuất hiện phía trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên tò mò ngước lên nhìn, nhưng đúng lúc này, mây đen từ cuối chân trời đột nhiên kéo đến, một luồng uy áp vô cùng khủng bố từ không trung hướng thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Nam Chi bỗng cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản. Ngươi! Nói tới đây, sắc mặt bà đột nhiên biến đổi, không phải thiên đạo. Dường như nghĩ tới điều gì đó. Bà đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, có gì đó không cho ta coi bói giúp ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ai vậy? Bá đạo thế sao? Mục Nam Chi lắc đầu, không biết nữa, nhưng hẳn là rất mạnh. Diệp Huyên nói, bà lợi hại như vậy, có thể cưỡng ép tính toán được không? Mục Nam Chi ngẫm nghĩ sau đó mới gật đầu, thử xem sao. Dứt lời, bà liền vung tay phải lên, một luồng sức mạnh phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó luồng uy áp ở chân trời nhanh chóng bị xóa mất. Mục Nam Chi tiếp tục tính toán, chỉ một thoáng sau, trên đỉnh đầu Diệp Huyên lại xuất hiện một màn ảnh giống hồi nãy, lần này hình ảnh khá là rõ ràng. Trong khung cảnh kia có một dãy núi, trên đó có vô số yêu thú tàn phá bừa bãi. Nhưng đúng lúc này, Mục Nam Chi đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo đó, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Huyên. Quỳnh! Cảnh tượng trên đầu Diệp Huyên nhanh chóng biến mất tăm. Diệp Huyên. Sắc mặt Mục Nam Chi hơi trầm xuống. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Nam Chi, còn tính toán gì nữa? Mục Nam Chi lắc đầu, nếu bản thể của ta đang ở đây thì còn có thể thử xem sao, đáng tiếc đây chỉ là một phân thân rất nhỏ. Nói tới đây, bà lại nhìn về Diệp Huyên, số mệnh của ngươi bị người nào đó che đậy rồi, người đó rất mạnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, là ai đang giấu đi số mệnh của ta? Mục Nam Chi cười nói, ta cũng không biết. Chương 1835, chỉ là một trường vô cùng đơn giản. Dứt lời, bà quay người nhìn về phía đám Đường Diêm, Đường Diêm liền vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến tổ tông. Mục Nam Chi cười bảo, ta lưu lại mảnh phân thân này ở đây là hy vọng mình còn có thể giúp đỡ được gì đó vào những lúc Đường tộc gặp nguy nan. Ngươi bây giờ bảo ta rời khỏi, vậy thì sau này Đường tộc sẽ không còn quân át chủ bài nào nữa đâu. Đường Diêm trầm giọng nói, thần quốc đột kích đã là thời khắc nguy nan nhất đối với Đường tộc. Mục Nam Chi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về cô gái trẻ người của thần quốc kia. Nhưng đúng lúc này, một lão già tóc trắng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Nam Chi. Lão già tóc trắng nhìn Mục Nam Chi, xin chỉ giáo. Nhìn lão già trước mặt. Trong mắt Mục Nam Chi lóe lên một tia kinh ngạc, đế cảnh. Đế cảnh ư? Nghe được lời Mục Nam Chi thốt lên, tất cả những người có mặt đều tỏ ra kinh hãi, đặc biệt là đám người tinh chủ, bọn họ không ngờ thần quốc lại có cường giả cấp bậc đế cảnh. Mục Nam Chi cười nói, đế cảnh ư, thú vị đấy. Dứt lời, bà liền đánh ra một chiêu. Lão già tóc trắng ở cách bà không xa đột nhiên biến mất. Quỳnh! Dưới sự chú ý của rất nhiều người, lão già tóc trắng nhanh chóng lùi lại tròn 1000 trượng, mà đúng lúc ông ta vừa dừng lại thì một luồng lực cường đại đột nhiên cuốn tới. Đồng tử của ông lão tóc trắng bỗng co rụt lại, hai tay ông ta chắp trước ngực, không gian xung quanh lập tức khuếch đại,
tất cả là do luồng lực mạnh mẽ của ông ta chống đỡ. Giây tiếp theo, ông ta đột nhiên đánh ra một chưởng về phía trước. Không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là một chưởng vô cùng đơn giản. Chưởng kia vừa được tung ra, không gian trước mặt lão già tóc trắng lập tức xuất hiện một vòng xoáy kỳ quái. Lúc này, Mục Nam Chi đi tới. Uỳnh! Trong ánh nhìn của mọi người, không gian trước mặt lão già tóc trắng đột nhiên vỡ toang, luồng sức mạnh cường đại lan rộng khắp xung quanh, trong chớp mắt, dư chấn của nó đã trực tiếp khiến cho mấy vạn dặm bên trong không gian chấn động. Mà lão già tóc trắng đã lùi lại đến hơn nghìn trượng, không chỉ vậy, thân thể ông ta còn vỡ tan thành. Lão già tóc trắng hiện đã trở thành thể linh hồn nhìn phía xa, ở nơi đó, Mục Nam Chi đang chậm rãi bước về phía ông ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Đường Diêm đang thấp thỏm liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, hai lão già ôm kiếm ở sau lưng cô gái trẻ đứng bên dưới đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Nam Chi và nhìn chằm chằm bà, sau đó thình lình xuất chiêu. Không nanogam ong. Chương 1836. Ánh kiếm phóng thẳng lên trời. Tiếng kiếm rung động đột nhiên vang khắp bầu trời, ngay sau đó, hai luồng ánh kiếm chợt lóe lên giữa không trung, chém thẳng về phía Mục Nam Chi. Hai cường giả cấp bậc đế cảnh. Nhìn thấy hai lão già kia ra tay, sắc mặt đám người tinh chủ đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hai lão già kia không chỉ là cường giả đế cảnh, mà còn là kiếm thành siêu phàm đỉnh cao. Có thể nói rằng, thực lực của hai người kia mạnh hơn lão già tóc trắng lúc trước rất rất nhiều. Trong không trung, Mục Nam Chi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút cảm xúc, bà chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, phân tách. Giọng nói vừa dứt, không ngờ hai luồng ánh kiếm vừa nãy trực tiếp bị phân tách, cuối cùng hóa thành hư vô. Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt hai lão già kia lập tức trầm xuống. Mục Nam Chi đang muốn xuất chiêu lần nữa thì bỗng nhiên lại nhíu mày. Bởi vì bà nhận ra thân thể mình ngày càng trở nên mờ ảo. Giờ phút này đây, bà mới nhớ ra rằng mình chẳng qua chỉ là một sợi phân thân, không thể tiêu hao quá nhiều sức lực. Đám người Đường Diêm cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt mỗi người nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Nếu Mục Nam Chi biến mất, vậy thì ai có thể chống cự lại những cường giả thần quốc đây? Đúng lúc này, Mục Nam Chi bỗng cúi đầu nhìn xuống cô gái trẻ bên dưới. Mặt cô gái trẻ kia vẫn không lộ rõ cảm xúc, muốn giết ta sao? Mục Nam Chi cười nói, không muốn. Cô gái trẻ nhìn thoáng qua Mục Nam Chi, tại sao? Mục Nam Chi cười ha hả, bởi vì không giết được. Thế nhưng ta muốn thử xem thực lực chân chính của cô. Dứt lời, dưới ánh nhìn của rất nhiều người, bà đột nhiên lao thẳng về phía cô gái trẻ ở bên dưới. Cách đó không xa, hai lão già ôm kiếm liền biến sắc. Bọn họ muốn ra tay nhưng lại bị cô gái trẻ kia ngăn cản. Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Nam Chi đang lao xuống, ngay sau đó đột nhiên rút kiếm ra. Ong! Ánh kiếm phóng thẳng lên trời. Uỳnh! Trên bầu trời, ánh kiếm kia nhanh chóng vỡ nát, còn Mục Nam Chi thì đã dừng lại ngay trước mặt cô gái trẻ kia. Giờ phút này, tất cả cường giả thần quốc đều biến sắc. Chương 1837. Không một ai có sức chống cự. Thế nhưng lại không một ai dám động. Bởi vì bây giờ Mục Nam Chi đang ở cách cô gái trẻ kia quá gần. Mục Nam Chi nhìn cô gái trẻ gần mình trong gang tấc, bà không tiếp tục ra tay mà chỉ mỉm cười, tài năng trời phú. Dứt lời, thân thể bà càng lúc càng trở nên mờ ảo, sau đó nhanh chóng biến mất hoàn toàn trong ánh mắt của mọi người. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của đám người tinh chủ trong không trung đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả Mục Nam Chi cũng không thể giết được vị quốc chủ thần quốc kia. Mà đại quân ở bên dưới của bọn họ lúc này đã bị binh lính thần quốc nghiền ép. Bất kể là thiết kỵ của đường tộc hay thần đạo quân, hoặc là người chấp pháp của liên minh trật tự, tất cả đều bị áp chế gắt gao, hơn nữa còn tử thương vô số. Đúng lúc này, cô gái trẻ phía dưới đột nhiên khẽ vung tay phải lên, giết hết. Giọng nói vừa dứt, mấy chục đạo tàn ảnh bỗng nhiên nhảy ra từ bốn phía, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng khắp nơi. Giết người trong chớp mắt. Những nơi mà đám tàn ảnh kia đi qua đều tràn ngập máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tinh chủ lộ rõ vẻ mặt sợ hãi, bởi vì ngay cả thiết kỵ của đường tộc và thần đạo quân cũng bị những tàn ảnh kia giết chết trong giây lát. Tất thảy đều bị giết trong chớp mắt. Không một ai có sức chống cự.
Không chỉ vậy, ở bốn phía chân trời còn có vô số cường giả đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là cường giả của các thế gia và tông môn. Nghiền ép. Giờ phút này, bất kể xét về số lượng hay thực lực thì thần quốc đã áp đảo cả ba hoang giới kia. Cô gái trẻ nọ chậm rãi đi về phía Vạn Sơn Trường Thành, khắp bốn phía không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ở trên ngọn núi phía xa, Diệp Huyên nhìn xuống dưới, im lặng không nói gì. Lúc này, Triệu Mục liền muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên ngăn lại, giờ cô ra tay cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên nói khẽ, không ngăn được. Thần quốc đã ở vào thế áp đảo rồi. Không ai có thể cản lại bước chân của cô gái trẻ kia được nữa. Chương 1838, Nam Minh Yêu Vương. Đúng lúc này, tinh chủ ở trong không trung đột nhiên lên tiếng, để ta. Dứt lời, lòng bàn tay ông ta mở ra, một bức tranh màu đen đột nhiên bay thẳng lên bầu trời, nhanh chóng đón gió rồi căng phồng, thoáng chốc đã bao trùm khắp toàn bộ bầu trời. Sắc trời lập tức trở nên ảm đạm. Bên trong bức tranh kia là vô số lôi điện màu đen đang lấp lóe. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nó. Những luồng lôi điện bên trong lấp lóe điên cuồng, sau đó đột nhiên rơi hết về phía đám cường giả của thần quốc. Chí bảo của liên minh trật tự, tinh không đồ. Bức tranh này là sự tồn tại của đạo cảnh siêu Việt, cũng là một trong những quân át chủ bài của liên minh trật tự. Chính vào lúc này, cô gái trẻ bên dưới đột nhiên nghiêng đầu. Ở phía sau cô gái trẻ không xa đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, giây tiếp theo, nó nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang phóng thẳng lên trời. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh trường thương kia nhanh chóng đâm thẳng vào bức tranh nọ. Ầm ầm, chân trời rung động kịch liệt, tấm tinh không đồ kia nhanh chóng nứt vỡ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt tinh chủ đại biến, ông ta vội vàng thu hồi tinh không đồ. Cô gái trẻ kia chỉ lạnh lùng nhìn tinh chủ. Nửa khắc sau, ta không muốn nhìn thấy năm người này nữa. Lời nói vừa dứt, mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên phóng thẳng về phía đám người tinh chủ. Cường giả đế cảnh. Tất cả đều là cường giả đế cảnh. Trong không trung lúc này, yêu vương đột nhiên thét lớn, thỉnh hồn tiên vương. Dứt lời, bên trong dãy núi có vô số yêu thú đồng loạt gào thét, ngay sau đó, một vệt sáng phóng thẳng lên trời cao. Trong vệt sáng ấy bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên lặng lẽ xuất hiện. Nam Minh Yêu Vương. Nửa người nửa yêu. Đó là vị yêu vương nổi danh nhất trong lịch sử yêu tộc. Cô gái trẻ kia khẽ dừng bước chân, nhìn về phía Nam Minh Yêu Vương. Đúng lúc này Nam Minh Yêu Dương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên cách mình không xa, nói chính xác thì là nhìn thẳng vào phần bụng của Diệp Huyên. Sau đó Nam Minh Yêu Vương khẽ nhắm hai mắt lại. Không ngờ chí bảo như thế lại ở trên người ngươi. Chương 1839. Tất nhiên là không rồi. Giọng nói vừa dứt, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bao phủ Diệp Huyên. Thấy vậy, Diệp Huyên nhanh chóng biến sắc, ơ địch, đây là muốn thịt mình chắc. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt lên người Diệp Huyên. Chí bảo ấy hả? Việc Diệp Huyên sở hữu chí bảo ngũ duy kia cũng chẳng phải bí mật gì. Chẳng qua bọn họ không ngờ Nam Minh Yêu Vương lại coi trọng món bảo vật đó của Diệp Huyên tới vậy. Lần này thì Diệp Huyên xui xẻo rồi. Một số cường giả ở đây lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đặc biệt là tinh chủ. Tuy rằng tình hình hiện giờ vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng ông ta vẫn rất vui lòng khi nhìn thấy Diệp Huyên bị kẻ khác giết chết. Liệu Diệp Huyên có phản kháng nổi Nam Minh Yêu Vương không? Tất nhiên là không rồi. Phải biết rằng Nam Minh Yêu Vương chính là cường giả có cùng cấp bậc với Mục Nam Chi. Mặc dù chỉ là phân thân, thế nhưng chắc chắn cũng không phải người mà Diệp Huyên có thể chống lại. Nam Minh Yêu Vương nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt rực lửa, vào đúng ông ta muốn nói gì đó thì trong lòng bàn tay Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một tòa tháp nhỏ mờ ảo. Ngay sau đó, Diệp Huyên ném thẳng nó sang một phía, tháp giới ngục vững vàng rơi xuống trước mặt của cô gái trẻ thần quốc. Mọi người! Cô gái trẻ nhìn thoáng qua tòa tháp giới ngục trước mặt, không hề lộ rõ cảm xúc. Mà lúc này, ánh mắt Nam Minh Yêu Vương đã chuyển đến trên người cô gái trẻ. Trong không trung, sắc mặt tinh chủ lập tức trở nên âm trầm cùng cực. Ông ta không ngờ Diệp Huyên kia lại có thể quả quyết đến mức nộp luôn món bảo vật kia ra. Hành động này của hắn không chỉ hóa giải nguy cơ hiện tại của bản thân, mà còn thành công trong việc rời ánh mắt của Nam Minh Yêu Vương chuyển đến chỗ thần quốc. Tìm người gánh tội,
Hừ. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được nét tức giận nào. Cách đó không xa, cô gái trẻ thần giới liếc mắt đánh giá tháp giới ngục, cuối cùng, cô gái trẻ mở mắt ra, tòa tháp giới ngục kia lập tức rơi vào trong lòng bàn tay cô gái trẻ Chí Bảo Ngũ Duy. Chương 1840, có mà chặn bằng mắt. Nam Cung Uyển bên cạnh cô gái trẻ kia gật đầu, chắc hẳn đây là món chí bảo đến từ Ngũ Duy. Ngón tay của cô gái trẻ kia khẽ chạm nhẹ lên tòa tháp giới ngục, thú vị đấy. Đúng lúc này, một luồng uy áp đột nhiên bao phủ trên đỉnh đầu cô gái trẻ, ngay sau đó, một tia kiếm lập tức nghiền nát luồng uy áp kia. Chứng kiến cảnh này, Nam Minh Yêu Vương khẽ nhắm hai mắt, kiếm thần. Cô gái trẻ không nhìn Nam Minh Yêu Vương, tiếp tục đánh giá tòa tháp giới ngục trong tay, trong mắt ngập tràn vẻ tò mò. Nam Minh Yêu Vương bỗng bước lên trước một bước, nhìn xuống cô gái trẻ kia, người muốn tự giao ra, hay là để ta giết ngươi rồi tự lấy đây? Nghe vậy, cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn về phía Nam Minh Yêu Vương, ngươi là cái thá gì? Lời vừa dứt, cô gái trẻ liền phóng thẳng lên trời. Ong! Âm thanh kiếm rung chấn động cả vùng chân trời. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu. Giữa không trung, Nam Minh Yêu Vương khẽ híp mắt, ông ta không ngờ cô gái trẻ kia lại chủ động ra tay, ánh mắt ông ta bắt đầu trở nên sắc lạnh, cuối cùng, một luồng uy áp ngập trời cứ thế nghiền ép xuống dưới. Xoẹt! Một âm thanh lao vụt đi vang vọng khắp chân trời, ngay sau đó, không gian gần mấy vạn dặm xung quanh đột nhiên chấn động mạnh. Mà lúc này, cô gái trẻ kia đã quay về vị trí cũ. Bầu trời cũng yên ắng lại như cũ. Nam Minh Yên Vương vẫn đứng nguyên vị trí cũ, nhưng giờ phút này, thân thể của ông ta đã mở hoàn toàn, gần như trong suốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt yêu vương của yêu tộc nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Trong không trung, Nam Minh Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm cô gái trẻ thần quốc, tài năng trời phú. Lời vừa dứt, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Xua khi Nam Minh Yêu Vương biến mất, cô gái trẻ ở phía dưới bỗng ngẩng lên nhìn về phía năm kẻ tinh chủ trên không trung, giết. Ngay tức thì, mấy luồng khí tức cường đại nhanh chóng lao về phía đám người tinh chủ. Thấy vậy, năm kẻ thuộc phe tinh chủ lập tức tái mét mặt mày, bọn họ chỉ mới ở thiên đạo cảnh, mà mấy người đang lao về phía họ đều là đế cảnh cả đấy. Chặn kiểu gì đây? Có mà chặn bằng mắt. Chương 1841, còn đánh thế nào được nữa? Đúng lúc này, tinh chủ đột nhiên lên tiếng, các hạ, ta chấp nhận đầu hàng. Đầu hàng. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía đó. Ngay cả đám sở chân nhân cũng lộ rõ vẻ mặt khó mà tin nổi. Rõ ràng không một ai ngờ tới việc tinh chủ sẽ chọn cách đầu hàng cả. Tinh chủ nhoáng cái xuất hiện trước mặt cô gái trẻ, sau đó quỳ một gối xuống, nguyện ý trung thành với các hạ. Tất cả mọi người có mặt. Diệp Huyên cũng không ngờ gã tinh chủ kia lại đầu hàng thẳng thắn như thế, hơn nữa lại còn quỳ xuống. Chơi gì kỳ vậy? Cách đó không xa, cô gái trẻ đi tới trước mặt tinh chủ, muộn rồi. Dứt lời, sắc mặt tinh chủ đang quỳ xuống cô gái trẻ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ông ta lùi nhanh lại, và rồi cứ thế bỏ chạy trong ánh nhìn của rất nhiều người. Một ông lão bên cạnh cô gái trẻ liền muốn đuổi theo thì bị cô gái trẻ lắc đầu ngăn lại, không cần. Tinh chủ vừa chạy trốn, sĩ khí của đám người phía Vạn Sơn Trường Thành lập tức sụt giảm rõ rệt. Còn đánh thế nào được nữa? Không ngờ đường đường là tinh chủ mà lại bỏ chạy như vậy. Sao đánh được đây? Chỉ một thoáng, càng lúc càng có nhiều người bỏ trốn theo. Nhưng cô gái trẻ cũng không hề buông tha cho những kẻ kia, mà chọn cách giết toàn bộ. Cách đó không xa, Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ấy muốn thanh tẩy. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên trầm giọng nói, giữ lại những kẻ kia sẽ chẳng khác nào lưu lại nhân tố bất ổn cho mình, hơn nữa, cũng không dễ thuần phục. Còn nếu giết luôn, thì sau này sẽ có lợi với việc thống trị của thần quốc hơn. Cô nhóc kia, cũng độc, thật đấy. Cô nhóc kia, gương mặt Triệu Mục lộ rõ nét quái lạ. Chương 1842. Giết sạch sành xanh. Trong không trung, sau khi tinh chủ trốn thoát, yêu vương cũng lập tức quay người rời đi. Cùng lúc đó, đại quân yêu tộc cũng nhanh chóng rút lui, chẳng khác nào thủy triều. Một giọng nói bỗng vang lên trong không trung, rút. Thống lĩnh của thần đạo quân Diệp Chiến Thiên.
Sau khi Diệp Chiến Thiên lên tiếng, tất cả thần đạo quân đồng loạt rút lui. Cô gái trẻ nhìn về phía thống lĩnh cận vệ quân cách mình không xa, đuổi theo, giết, không để lại kẻ nào. Thống lĩnh kia cung kính hành lễ, sau đó dẫn quân cận vệ đuổi theo đám thần đạo quân kia. Những cường giả còn lại của thần quốc cũng đồng loạt đuổi theo đám người đang chạy trốn. Giết sạch sành xanh. Trong không trung, Đường Diêm cũng dẫn theo người của tộc mình rời khỏi. Ngay cả Sở Chân Nhân và Võ Sư Nam Phái cũng khẽ liếc nhau, rồi đồng loạt quay người. Sau khi lùi hết chiêu át chủ bài ra rồi, bọn họ chẳng còn thấy tí xíu hy vọng nào nữa cả. Không thể ngăn chặn thần quốc nữa rồi. Nếu giờ cứ cố xông lên thì chẳng khác nào tự nộp mạng cả. Triệu Mục bên cạnh Diệp Huyên cũng nhìn thoáng qua hắn rồi quay người rời đi. Võ Sư Nam Phái gọi nàng ta đi rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, Triệu cô nương, cô đi luôn à? Triệu Mục không trả lời. Diệp Huyên lại nói. Triệu Mục quay lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó làm động tác cắt cổ. Diệp Huyên. Sau đó Triệu Mục cũng rời khỏi, nhưng lúc đi, nàng ta còn để lại một bình thuốc trị thương. Diệp Huyên nhìn lọ thuốc trong tay, mỉm cười, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Quay người lại nhìn, trước mặt hắn lúc này là một cô gái trẻ. Chính là vị thần chủ của thần quốc. Cô gái trẻ nhìn Diệp Huyên, không nói gì hết. Diệp Huyên do dự một thoáng, sau đó mới hỏi, cô có thể trả lại tòa tháp cho ta được không? Cô gái trẻ nhìn thoáng qua tòa tháp giới ngục trong tay, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, người đưa ta mà. Chương 1843, nó không muốn nhớ về chuyện cũ nữa. Diệp Huyên trầm giọng, ta hối hận rồi. Cô gái trẻ nhìn Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng khẽ chỉ tay, tòa tháp giới ngục lại quay về trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt. Chả thật á. Gương mặt cô bé không chút cảm xúc, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, ta không lấy đồ kẻ khác dùng rồi. Diệp Huyên. Tháp giới ngục đột nhiên rung động mạnh mẽ, nó cảm thấy mình đã bị kẻ khác sỉ nhục. Diệp Huyên vội vàng giữ lấy tòa tháp giới ngục. Người bình tĩnh đi đã, nếu không sẽ bị đánh đấy. Tháp giới ngục nghe vậy vẫn không cam lòng, muốn tiếp tục lao về phía cô gái trẻ kia, nhưng lại bị Diệp Huyên ôm chặt lấy. Cô gái trẻ đột nhiên hỏi, nó muốn đánh ta à? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái trẻ lại nói, cứ để nó tới đây. Diệp Huyên buông tay ra, nhưng tháp giới ngục lại không lao đi nữa. Nó bay tới trước mặt Diệp Huyên, rung động mạnh một lúc. Giọng nói của Tiểu Linh Nhi đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, nó bảo ngươi giữ chặt nó vào. Diệp Huyên. Chỉ chốc lát, tháp giới ngục đã bị Diệp Huyên thu về trong cơ thể, nhóc con này, mất mặt chết đi được. Lúc này, cô gái trẻ đột nhiên lên tiếng, kiếm của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái trẻ, kiếm của ta làm sao? Cô gái trẻ gật đầu, nhìn đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thiên Chu liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ thả tay, thanh kiếm liền bay đến trước mặt cô gái trẻ. Nàng đánh giá thanh kiếm, sau đó nói, sắc bén. Kiếm Thiên Chu khẽ rung lên, dường như đang đáp lại. Cô gái trẻ tháo thanh bội kiếm bên hông xuống, lúc này kiếm Thiên Chu đã quay về trước mặt Diệp Huyên. Cô gái trẻ bỗng chau mày, dường như thanh kiếm Thiên Chu kia không thích mình thì phải. Cô gái trẻ lại nhìn Diệp Huyên thì nhìn thanh kiếm trong tay. Kiếm Thiên Chu khẽ rung lên, sau đó quay về bên trong cơ thể hắn. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái trẻ, ý của nó là mọi thứ đều qua cả rồi. Nó không muốn nhớ về chuyện cũ nữa. Nói tới đây, hắn lại nhìn thanh kiếm Thiên Chu trong tay, đây là một thanh kiếm có trải nghiệm cả đấy. Cô gái trẻ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chương 1844, như ngươi mong muốn. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, có thể cho ta nhìn thử kiếm của ngươi được không? Cô gái trẻ khẽ buông lỏng tay, thanh kiếm trong tay cô gái trẻ liền bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ liếc đánh giá thanh kiếm trong tay, trông khá là bình thường, nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Diệp Huyên nhìn cô gái trẻ kia, hỏi, đây là kiếm gì vậy? Cô gái trẻ lắc đầu, lúc ta mới sinh ra thì nó đã tự động tới bên cạnh ta rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên có phần kỳ quái. Món đồ gì vậy, thanh kiếm tự động bay tới ư? Diệp Huyên quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trong tay mình, sau đó nói, có hứng thú đi cùng ta không? Cô gái trẻ.
Lúc này thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên bay đi, nó bay tới trước mặt cô gái trẻ kia, khẽ rung rung tỏ ý. Cô gái trẻ nhìn về phía Diệp Huyên, nó đang bảo ta rằng da mặt ngươi dày lắm. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái trẻ bỗng quay người rời khỏi, nhưng mới đi được vài bước đã dừng chân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là thành chủ thần võ thành. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái trẻ lại nói, ba ngày sau, người của ta sẽ vào trong thần võ thành để tiếp quản nơi đó, lúc ấy, ngươi có thể chọn đồng ý hoặc từ chối. Diệp Huyên trầm giọng, không thương lượng được sao? Cô gái trẻ lắc đầu, không. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì phải ai lợi hại chút vào, nếu không thì ta thấy giết chưa đã. Cô gái trẻ nói khẽ, như ngươi mong muốn. Dứt lời, thân hình cô gái trẻ đã mất hút. Lúc này, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó chính là Tả Tịnh. Tả Tịnh trừng mắt với Diệp Huyên, kiếm của ngươi, có thể cho ta xem một chút được không? Diệp Huyên quả quyết lắc đầu, không thể. Tả Tịnh tức giận, vì sao? Diệp Huyên vẫn không lộ rõ cảm xúc, cho ngươi xem rồi, ngươi sẽ trả lại chắc. Dứt lời, hắn bèn xoay người muốn rời đi. Tả Tịnh đột nhiên ngăn trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, chân thành bảo, kiếm tu, ngươi mau nói ta biết có phải chỉ cần trở nên mặt dày giống ngươi là sẽ có rất nhiều bảo vật không? Diệp Huyên, chương 1845, tất cả đều bỏ chạy rồi sao? Diệp Huyên không để ý đến người con gái đó, thật sự quá phiền rồi. Nhưng Tả Tịnh lại cứ một mực đuổi theo hắn, kiếm tu, ngươi đền cho ta một thanh đao đi. Ta hết đao dùng rồi. Diệp Huyên dừng bước, cô muốn giết ta. Tả Tịnh nghiêm túc nói, bây giờ ta không muốn giết ngươi nữa. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Tả Tịnh nghĩ một lúc rồi nói, ta không giết nổi ngươi. Diệp Huyên nhếch khóe miệng, nói như vậy, nếu như có thể giết ta thì cô vẫn sẽ giết ta đúng không? Tả Tịnh nhìn Diệp Huyên, ngươi không cảm thấy bản thân ngươi rất thiếu đòn sao? Diệp Huyên lắc đầu, hắn không để tâm đến người con gái này nữa mà quay lưng rời đi. Người con gái này quá mạnh mẽ. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, chớp mắt một cái đã biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của người con gái đó, ngươi không chạy thoát được đâu. Ta sẽ đến thần võ thành tìm ngươi. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Cùng với sự đào tẩu của Liên minh Trật tự, yêu tộc và đường tộc khỏi Vạn Sơn Trường Thành, đại quân thần quốc tiến quân thần tốc. Chuyện đáng nói chính là trên đường đi đại quân thần quốc không hề tàn sát, thậm chí không thể cướp bóc. Nhưng mỗi một thành trì và mỗi một thế lực tông môn đều bị thay lại chủ nhân. Mà lần này, thần quốc cũng không chém tận giết tuyệt. Chỉ cần đầu hàng thì sẽ không bị giết, còn nếu phản kháng. Căn bản không có ai phản kháng, bởi vì thần quốc quá mạnh. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi thần quốc tiếp nhận nhiều nơi, những nơi này đã lập tức bắt đầu cải cách. Cùng lúc đó, từng thế lực cực mạnh đến từ thần quốc xuất hiện ở ba hoang giới. Ở thần quốc có 36 tông môn, 10 đại thế gia, mà đứng đầu là Nho Viện, Binh Gia, Tung Hoành Gia. Nho Viện và Binh Gia cùng với Tung Hoành Gia đều có đạo chính thống của chính mình, trong thế lực thần quốc của chúng vô cùng mạnh. Nhưng cho dù mạnh như ba thế lực này cũng phải phục tùng thần chủ thần quốc. Mà ba thế lực này có rất nhiều đệ tử, bọn họ đều tận lực vì đất nước, thần quốc hiện giờ có đấu tranh, nhưng cũng rất đoàn kết, đặc biệt là lần xuất binh này, dường như đã nhận được sự nhất trí đồng ý của tất cả thế lực trong thần quốc. Nhưng rất nhiều lão quái vật đến từ thần quốc vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù thần quốc đã bước vào ba hoang giới, nhưng liên minh trật tự, đường tộc và yêu tộc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Có điều đại quân này đã tiến về phía trước xuất chinh đánh dẹp. Tất cả mọi người đều biết, vũ trụ hỗn độn cần phải thống nhất theo đúng nghĩa rồi. Chấm chấm chấm. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Vạn Sơn Trường Thành, hắn bèn ngự kiếm đến Đăng Thiên Thành. Có vài món nợ, cần phải tính sổ rồi. Nhưng lúc hắn tới Đăng Thiên Thành, cả Đăng Thiên Thành đã không còn một bóng người. Tất cả đều bỏ chạy rồi sao? Diệp Huyên hơi nhíu mày lại, hắn bước vào trong thành trống không chẳng có gì cả. Chương 1846, cường giả thần quốc. Hai mắt Diệp Huyên dần khép lại, thần thức của hắn lướt qua cả tòa thành này, không lâu sau hắn biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyên đã đến trước một gian đại điện,
trong đại điện có một người đang ngồi. Tinh chủ. Diệp Huyên nhìn tinh chủ, đang đợi ta sao? Tinh chủ gật đầu, ông ta đứng lên đi đến gần trước mặt Diệp Huyên, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên sau đó nói, Diệp Huyên, không thể không nói, ngươi thật sự rất ưu tú. Diệp Huyên gật đầu, quen biết ông lâu như vậy, cuối cùng ông cũng nói một câu tiếng người rồi. Tinh chủ lắc đầu, không thể không nói, ham muốn có được bảo vật của ngươi thật sự là một quyết định sai lầm nhất của ta. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Diệp Huyên lấy ra một viên thần tinh rồi nuốt chửng, ông chắc chắn muốn nói chuyện. Con người ta quang minh chính đại, tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo. Bây giờ trạng thái của ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tinh chủ cười nói, ngươi cứ việc nuốt thần tinh, nếu như đánh với ngươi một trận ta còn sợ vậy thì mấy năm nay thật sự sống uổng phí rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì ta không khách khí nữa. Nói xong, hắn lại lấy ra một phốc thần tinh rồi bắt đầu nuốt chửng. Lúc này, cách đó không xa có một ông lão ôm kiếm đột nhiên xuất hiện. Cường giả thần quốc. Rõ ràng thần quốc này cũng không có ý định bỏ qua cho tinh chủ. Diệp Huyên nhìn ông lão ôm kiếm, tiền bối, có thể để ta đánh với ông ta một trận không? Nếu như ta chết, ồ không đúng, nếu như ta không đánh nổi thì ông hãy ra tay được không? Ông lão ôm kiếm nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, ông ta nhìn về phía tinh chủ cười nói, các hạ, dù sao thì ta cũng không thể chạy thoát, hãy để ta đánh với tên này một trận đi, thế nào hả? Ông lão ôm kiếm lùi sang bên cạnh. Rõ ràng là đồng ý rồi. Chương 1847. Lẽ nào bởi vì hắn quá đẹp trai? Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, người biết ta ở thiên đạo cảnh bao lâu rồi không? Diệp Huyên lắc đầu. Tinh chủ nói, 300 năm, ta bị vây hãm ở thiên đạo cảnh 300 năm rồi. Diệp Huyên hỏi, vậy nên ông nhắm vào bảo vật của ta? Tinh chủ nhẹ giọng nói, Diệp Huyên, ta nói thật với ngươi, sở dĩ ngươi yêu nghiệt như vậy là bởi vì vật chí bảo đó, đúng chứ? Diệp Huyên có chút không vui, lẽ nào ngoài bảo vật này ra, Diệp Huyên ta chẳng có cái gì. Tinh chủ cười ha ha, quên mất, ngươi vẫn còn một điểm cực kỳ lợi hại, đó chính là mặt dày, không biết xấu hổ, ha ha ha. Diệp Huyên khẽ nói, tinh chủ mà có được bảo vật đó thì cũng không thể thăng cấp được. Tinh chủ hỏi, tại sao? Diệp Huyên nói, bởi vì bảo vật này cũng không thể giúp người ta thăng cấp, ít nhất là bây giờ không thể. Không sai, bởi vì bảo vật này mà ta có được một số cơ duyên. Nhưng đó là bởi vì số mệnh của Diệp Huyên ta tốt, có một chị gái kiếm tiên mạnh đến mức vô lý, nếu không thì ta cũng sớm chết nhiều lần rồi. Đây là lời thật lòng của hắn. Nếu như không có cô gái váy trắng, hắn thật sự đã chết rất nhiều lần rồi. Nhưng cho đến nay hắn vẫn không thể hiểu được vì sao người con gái váy trắng đó lại giúp hắn như thế. Lẽ nào bởi vì hắn quá đẹp trai? Nghĩ đến đây, mặt Diệp Huyên đỏ ửng, bản thân có phải là quá tự luyến rồi không? Lúc này tinh chủ đột nhiên hỏi, chị gái kiếm tiên mà ngươi nói chính là người sau lưng ngươi. Diệp Huyên, đúng. Tinh chủ nhẹ giọng nói, mạnh đến mức vô lý sao? Diệp Huyên cười nói, tinh chủ, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lúc này hắn đã hoàn toàn hồi phục. Chương 1848, chính là Diệp Huyên. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, để ta xem, rốt cuộc sau khi trở thành kiếm thành, ngươi trở nên yêu nghiệt thế nào. Dứt lời, tay phải hắn dần nắm chặt, trong phút chốc, một luồng sức mạnh cực lớn hội tụ trong nắm tay hắn. Lòng bàn tay hắn mở ra, kiếm thiên chu xuất hiện ở đó. Một lát sau, vô số lực lượng đại địa bắt đầu hội tụ lên người hắn, tốc độ rất nhanh, dường như trong chốc lát, lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch mấy vạn dặm xung quanh đều bị hắn hút sạch. Cách đó không xa, ông lão ôm kiếm liếc nhìn Diệp Huyên. Đạo tắc đại địa. Đạo tắc đại địa vô cùng vô tận bắt đầu hội tụ vào Diệp Huyên, mà kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên đã bắt đầu rung lên kịch liệt. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó ông ta đột nhiên biến mất. Một luồng sức mạnh cực lớn chợt càn quét về phía Diệp Huyên, luồng sức mạnh này trực tiếp khiến cho cả tòa thành bắt đầu sụt lở từng tấc. Diệp Huyên nhìn về phía trước, hắn nhẹ giọng nói, chiêu kiếm này là ta thay tiền bối Võ Vấn và Việt tiền bối gửi cho ông. Dứt lời, hắn đột nhiên nhảy về phía trước, hai tay cầm kiếm rồi chém một phát. Phía sau hắn,
Vô số lực lượng đại địa và lực lượng địa mạch giống như một con rồng lớn màu vàng hội tụ lên người hắn. Sau đó lại trút ra theo kiếm thiên chu của hắn. Chiêu kiếm này hạ xuống. Một bóng người đột nhiên bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyên. Cách đó không xa, ông lão lắc lắc đầu, cảnh giới cách biệt quá lớn. Mà đúng lúc này, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, ông ta nhìn về chỗ tinh chủ đang đứng, không gian nơi đó đột nhiên cắt xé một cách kỳ lạ. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng cắt xé dày đặc không ngừng vang lên. Không gian cắt xé. Chương 1849. Đáng tiếc là không có tác dụng gì đối với ông. Ông lão ôm kiếm híp hai mắt lại, không gian cắt xé này cũng không phải là ngoại lực cắt xé, mà bản thân không gian có thuộc tính cắt xé, đây là thứ vô cùng kinh khủng. Mà đúng lúc này, ông lão bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyên gần đó. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên bay về phía không trung, ngay sau đó, thanh kiếm ấy chỉ về phía tinh chủ. Vù! Tiếng kiếm reo chấn động đất trời. Kiếm chấn hồn. Nhất kiếm phân hồn. Ông lão ôm kiếm lập tức quay đầu nhìn tinh chủ, không gian nơi đó rung chuyển từng trận, không lâu sau không gian lại hồi phục bình thường. Lúc này, tinh chủ xuất hiện trong mắt Diệp Huyên và ông lão. Giờ đây sắc mặt tinh chủ nhợt nhạt một cách lạ thường, không chỉ như vậy, khắp người ông ta còn có không dưới mấy chục vết kiếm. Nhưng ông ta vẫn còn sống. Xa xa, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Lúc này, tiếng nói của tiểu hồn vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ. Linh hồn của ông ta quá mạnh, ta không có cách nào phân tách nó được. Diệp Huyên gật đầu, không sao, phần còn lại giao cho ta. Nói xong, hắn nhìn về phía tinh chủ gần đó, hai mắt tinh chủ khép hờ, còn linh hồn của ông ta thỉnh thoảng sẽ rời khỏi cơ thể một chút, nhưng rất nhanh sẽ quay lại cơ thể, cuối cùng linh hồn ông ta hồi phục như bình thường. Tinh chủ mở to hai mắt nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này của ngươi quả nhiên quỷ dị. Diệp Huyên cười nói, đáng tiếc là không có tác dụng gì đối với ông. Tinh chủ lắc đầu, nếu như cảnh giới của ngươi cao thêm một chút thì ta cũng không thể chống đỡ được. Nói xong, ông ta bước chậm rãi về phía Diệp Huyên, nếu như không có con át chủ bài khác, ngươi có thể sẽ chết. Diệp Huyên cười nói, vẫn còn một con át chủ bài nữa. Tinh chủ gật đầu, thử xem. Chương 1850. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Diệp Huyên khẽ nở nụ cười, ngay sau đó hắn bước lên trước một bước, một luồng sáng màu đỏ cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn. Lực lượng huyết mạch. Thật ra hắn cũng không muốn sử dụng lực lượng huyết mạch này, nhưng thời khắc này không có cách nào khác. Nếu không sử dụng lực lượng huyết mạch, hắn căn bản không thể giết được vị tinh chủ này. Còn ảnh hưởng mà lực lượng huyết mạch này để lại là gì, hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết người trước mắt này. Cùng với việc lực lượng huyết mạch bị kích hoạt, từng luồng huyết mang không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn một cách chấn động, cùng lúc đó, vô số lực lượng địa mạch xung quanh lại lần nữa hội tụ vào hắn. Không chỉ như vậy, lần này hắn còn trực tiếp sử dụng lực lượng long hồn và long lực. Bấy giờ khí tức của hắn đã tăng vọt đến mức độ cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là lực lượng huyết mạch, sức mạnh của lực lượng huyết mạch này quá khủng bố rồi. Ngoài ra, hắn còn điên cuồng hấp thụ lực lượng không gian ở xung quanh, và lại không gian ở xung quanh đã bắt đầu đè ép tinh chủ đó. Hai mắt tinh chủ híp lại, lòng bàn tay hắn nắm chặt, không lâu sau một luồng khí tức cực lớn tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, mà không gian xung quanh sao động từng trận, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một đường ánh kiếm màu đỏ như máu chợt lóe lên. Cách đó không xa, tinh chủ cũng đột nhiên biến mất. Không gian tĩnh lặng trong giây lát. Một tiếng nổ động trời vang lên, tiếp theo đó, cả Đăng Thiên Thành bắt đầu sụp đổ tầng tầng lớp lớp. Mà lúc này, vô số phi kiếm chợt xuất hiện ở đây, từng đường phi kiếm đan xen lẫn nhau, đồng thời không gian xung quanh bắt đầu cắt xé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.